chương một binh vương đến cửa hãn hải lan thành đây là tiểu khu tốt nhất ở thành phố giang châu giá nhà ở cũng đắt nhất trong cả thành phố giang châu người bình thường chỉ có thể ngắm nhìn mà chùn bước đúng lúc này trước cửa một căn biệt thự hai tầng ba bốn trăm mét vuông một chiếc volkswagen phê tần trị giá mấy trăm vạn nhưng bề ngoài lại cực kỳ khiêm tốn dừng trước cổng biệt thự cửa xe phía sau mở ra diệp thu xuống xe anh mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái màu đen, lưng đeo một chiếc túi leo núi màu xám bình thường. Nếu đặt ở chỗ khác thì không thể nhìn ra là anh vừa bước xuống từ một chiếc xe sang mấy trăm vạn tệ. Lúc này, cửa ghế lái mở ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước xuống xe. Người đàn ông mặc một bộ comồ đặt làm riêng phiên bản giới hạn của Versace, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá mấy trăm vạn chỉ riêng bộ quần áo này đã đủ để mua vài chiếc Volkswagen Faenton rồi mà người mà có thể ăn mặc được hoa lệ như vậy phóng mắt cả cái thành phố giang châu này cũng chẳng có mấy người hơn nữa tất cả đều là nhân vật lớn có quyền có thế nhưng mà sau khi người đàn ông đẹp trai bước xuống anh ta lại đi đến trước mặt diệp thu khuôn mặt tràn đầy nịnh nọt lão đại là nơi này phải không ừm diệp thu liếc mắt nhìn căn biệt thự trước mặt gật đầu nói tới cái này lão đại à người không làm vua của thế giới ngầm lại chạy tới thành phố giang châu xa xôi nhỏ bé này làm gì a à? hơn nữa lần này còn mang theo hành lý người đàn ông đẹp trai nhìn lướt qua bốn phía ngôi biệt thự nhíu nhíu mày nhìn diệp thu với vẻ mặt khó hiểu ở rể làm con rể vào cửa khóe miệng diệp thu khẽ cong thản nhiên nói cái gì người đàn ông đẹp trai sửng sốt không dám tin vào tai của mình lão đại anh có nhầm không vậy Công chúa Hoàng thất Anh Quốc, siêu mẫu hàng đầu của Victoria's Secret. Ngoài ra còn có nữ diễn viên trẻ vừa đoạt giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hollywood, với lại thiên kim của ba tập đoàn hàng đầu thế giới. Bọn họ đều đang sống trên đợi chờ cầu mong người tới bao nuôi đó, sao đột nhiên người lại quyết định tới Giang Châu nhỏ bé này, còn hạ mình làm con rể ở rể nữa chứ? Tại sao vậy? Bởi vì yêu. Khóe miệng Diệp Thu kéo ra nụ cười hạnh phúc. Phúc suýt nữa thì người đàn ông đẹp trai phun ra một ngụm máu khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn diệp thu được 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 ngài là lão đại ngài nói thì có lý hết nhưng mà ngài tới đây theo đuổi tình yêu thế bên phía tổ chức thì phải làm sao ngài tính cứ thế làm ông chủ phủi tay không định quản lý chúng tôi nữa à trước tiên cậu cứ giúp tôi xử lý bên phía tổ chức nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì không cần đến làm phiền tôi diệp thu phất phất tay thản nhiên nói được rồi nhưng tôi không gánh được quá lâu đâu, nếu ngài cứ ở đây mãi thì không chỉ tổ chức của chúng ta mà cả thế giới ngầm sẽ loạn đấy." Người đàn ông đẹp trai vuốt hai tay, khuôn mặt bất lực. "Tôi biết rồi." Diệp Thu bình thản trả lời một câu, sau đó xoay người đi vào biệt thự. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu, người đàn ông đẹp trai mấp máy môi, còn muốn nói gì đó. Nhưng trong lòng anh biết rõ, chỉ cần là chuyện mà Diệp Thu đã quyết định thì bất cứ ai cũng không thay đổi được. Bất đắc dĩ, anh đành phải lên xe, đang định nổ máy. Thì đúng lúc này, bên tai anh bất ngờ nghe được tiếng Diệp Thu bình thản truyền tới. "Đừng lái xe của tôi đi đua xe với người ta, bảo dưỡng nó cho tốt, lần sau đến tôi sẽ kiểm tra." Tiếng nói rơi xuống. Ngay khi người đàn ông đẹp trai đang định quay sang nhìn thì đã không thấy bóng dáng Diệp Thu nữa. Thấy vậy, người đàn ông đẹp trai đành bất đắc dĩ nhún vai. "Ông chủ này của anh, cái gì cũng tốt." chỉ là cứ quá khiêm tốn. Rõ ràng phú khả địch quốc, mỏ vàng, mỏ kim cương, mỏ dầu có cả một đống lớn. Ô tô hạng sang hàng chục hàng trăm triệu và ô tô thể thao phiên bản giới hạn hàng đầu, còn chơi như đồ chơi. Nhưng cứ một mực yêu thích chiếc Volkswagen Phaeton không thể quê mùa hơn được nữa này, hơn nữa còn coi nó như bảo bối. Thật là làm người bất lực. Người đàn ông đẹp trai thở dài một hơi, đành phải nâng cửa kính xe lên, lái xe rời đi. Trong biệt thự, Diệp Thu thay dép lê, sách túi đi tới phòng khách ở tầng 1. Ngay sau đó, ánh mắt bị một khung ảnh trên bàn trà thu hút. Đó là một bức ảnh cưới. Người đàn ông trong bức hình, chính là anh. Co màu dày da, cao giáo đẹp trai. Còn người phụ nữ, mặc chiếc váy cưới màu trắng, trang điểm nhẹ, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần. Cuối cùng cũng rửa xong bức ảnh này rồi. Thấy vậy, khuôn mặt diệp thu hiện ra vẻ nhu tình ánh mắt anh trở nên dịu dàng bức ảnh cưới này là bức ảnh một tháng trước người phụ nữ trong bức ảnh chính là vợ của anh lâm thanh nhã đây không phải là một người phụ nữ đơn giản tuổi còn trẻ đã tiếp quản tập đoàn lâm thị từ trong tay gia tộc chính vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là một quyết định sai lầm thì tập đoàn lâm thị lại ngày một phát triển dưới sự điều hành của cô lợi nhuận thu được tăng gấp bội nhất thời, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Từ đó trở đi, danh tiếng của Lâm Thanh Nhã, nữ tổng giám đốc xinh đẹp lạnh lùng truyền khắp toàn bộ thành phố Giang Châu. Hơn nữa còn đứng đầu trong ba đại mỹ nữ Giang Châu, có thể nói cô là mục tiêu của vô số thanh niên tài giỏi theo đuổi. Một tháng trước, gia tộc giàu có Lâm thị tuyên bố ra ngoài rằng muốn tuyển con rể ở rể. Biết được tin tức này, các thanh niên tài giỏi đẹp trai của Giang Châu cực kỳ kích động thế nhưng ngay lúc bọn họ hăm he sắn tay sắn áo đi thử vận may. Gia tộc Lâm Thị lại bất ngờ thông báo, đã tuyển được con rể đến ở rể. Mà người đó, chính là Diệp Thu. Lúc đó có thể nói là làm chấn động toàn bộ thành phố Giang Châu. Hơn phần nửa số đàn ông ở thành phố Giang Châu đều ước ao ghen tị hận Diệp Thu đến cực điểm. Nhất là Diệp Thu không có tí danh tiếng nào ở thành phố Giang Châu này, có thể nói là kẻ vô tích sự, Thậm chí trước đó, chưa có ai đã nghe nói về việc có một người như vậy. Điều này khiến những người đàn ông tự mình khá là ưu tú ở Giang Châu, ghen ghét đến nỗi tròng mắt chừng muốn rơi ra ngoài. Bọn họ vừa nghĩ tới việc một người tầm thường như Diệp Thu cũng có thể leo lên giường của Lâm Thanh Nhã, thì hâm mộ ghen tị đến hộp máu, nhưng mà, đương sự Diệp Thu lại không có hạnh phúc như người bên ngoài nghĩ. Một tháng nay, anh chưa từng được leo lên giường của Lâm Thanh Nhã thậm chí đến phòng của Lâm Thanh Nhã cũng chưa vào. Bởi vì, Lâm Thanh Nhã không thích anh, chán ghét anh, còn kinh thường anh. Giống những người bên ngoài. Trong mắt Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu không có tí bản lĩnh nào, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm một lòng một dạ muốn được bao nuôi. Cho nên cô cực kỳ bài xích, chán ghét Diệp Thu tới cực điểm. Nhưng mà, đối với sự chán ghét và lạnh nhạt của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu ngược lại không có nản lòng. Bởi vì 18 năm trước, nếu như không có cô ấy thì sẽ không có anh của hiện tại. Cũng từ khoảng khắc đó, trái tim anh đã bị cô gái nhỏ tốt bụng chiếm giữ rồi. Vì thế lần này anh quay về trụ sở tổ chức sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện, rồi nhanh chóng chạy về, dự định chính thức ở lại biệt thự nhà họ Lâm, trường kỳ kháng chiến. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhìn vào bức ảnh cưới, đôi mắt anh tràn ngập tình cảm dịu dàng. Nhưng đúng lúc này khóe mắt anh lại liếc thấy đồng hồ treo trên vách tường, sắc mặt thay đổi, hỏng rồi, bà xã sắp tan làm rồi, phải nhanh chóng lau sàn nhà một lượt, nếu không đợi bà xã tan làm về nhìn thất, chắc chắc sẽ lại không vui. Nói làm liền làm, Diệp Thu nhanh chóng đi lấy rẻ lau, bê chậu nước, bắt đầu từ phòng khách, cong mông, khí thế ngất trời lau sàn. Nếu như để cho những thanh niên trẻ tuổi kia nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ ngây người không nói nên lời. Chương 2, nỗi buồn phiền của bà xã gần xế chiều bên ngoài biệt thự đuôi một chiếc ferrari màu đỏ quẹt một đường xinh đẹp dừng trước cửa biệt thự cửa xe mở ra một đôi chân thon dài được đeo đôi tất chân màu đen bước ra sợi tơ màu đen gợi cảm kết hợp với giày cao gót đen đế đỏ bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào đều sẽ không nhịn được miệng đắng lưỡi khô ngay sau đó chủ nhân của đôi chân thon dài đeo tất chân màu đen bước xuống xe đó là một người đẹp việt sắc cho dù là Ferrari lửa đỏ cao quý, thì vào giờ khắc này cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bởi người đẹp này, thật sự là quá hoàn mỹ. Làn da non mềm, trắng nõn hơn cả da em bé. Ngũ quan xinh đẹp, vừa vặn giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất mà trời ban. Dáng người này, có thể xứng với cực phẩm trên đời. Trước lồi sau vỉnh, chiếc eo nhỏ không đủ một nắm. Còn quần áo của cô, làm hiện ra dáng người vô cùng tinh tế như ma quỷ áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc váy đen dài qua mông cùng với đôi chân thon đi tất lụa đen thon dài mảnh khảnh có lẽ bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ lưu luyến không rời mắt được nhất là trên người cô còn toát ra khí chất lạnh lạnh mà cao quý làm người muốn chinh phục băng sơn mỹ nhân có lẽ đây là sức hấp dẫn lớn nhất đối với đàn ông sau khi người phụ nữ xuống xe cô đi thẳng vào trong biệt thự mở cửa ra, đi vào phòng khách. Ngay sau đó, cô liền nhìn thấy Diệp Thu đang trổng mông lau sàn nhà. Nhìn thấy cảnh này lập tức làm cô chán ghét, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời càng lạnh lùng. Bà xã, em về rồi à? Tất nhiên là Diệp Thu chú ý tới người phụ nữ đầu tiên rồi, anh nhanh chóng cầm lấy rẻ lau rồi đứng lên, nghênh đón cô. Bởi vì người phụ nữ này, không phải ai khác. Cô chính là Lâm Thanh Nhã, người đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với anh được một tháng nhưng lại không làm vợ chồng thật. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là bà xã, anh không xứng. Lâm Thanh nhã hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, giọng nói lạnh như băng. Đối với Diệp Thu, cô thật sự chán ghét anh. Một tháng nay, ngày nào Diệp Thu cũng ở nhà, ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng. Nhiều nhất là quét được cái nhà, lau được cái sàn, không có một tí trí cầu tiến nào, thật sự là không có một chút xíu triển vọng gì cả một người đàn ông như vậy lâm thanh nhã thật sự là không hiểu tại sao lúc trước ba cô cứ nhất thiết chọn anh ta làm con rể ở rể của nhà họ lâm ra ngoài đường lớn tùy tiện kéo một người có khi còn mạnh hơn anh ta gấp trăm lần nếu không phải là ba cô làm khó hơn nữa mỗi lần cô đòi ly hôn với diệp thu ba cô đều kịch liệt phản đối lâm thanh nhã đã đuổi diệp thu đi từ lâu rồi đối với một người đàn ông không có tiến bộ không có cốt khí một lòng chỉ muốn được bao nuôi như này cô thật sự là có bao nhiêu chán ghét thì chán ghét bấy nhiêu. Bà, Diệp Tổng, em đã ăn cơm tối chưa, có đói không, hay là tôi đi nấu cho em bát mì? Gương mặt Diệp Thu vẫn mỉm cười lấy lòng, quan tâm hỏi. Không cần anh lo. Lâm Thanh nhã lạnh lùng chừng mắt liếc Diệp Thu một cái, sau đó đi vòng qua Diệp Thu, ngồi xuống ghế sofa. Diệp Thu vội vàng bưng một cốc trà ngon đã pha, đi lên phía trước, đưa tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, Diệp Tổng, tôi đã pha trà cho em rồi này, thấy em bận rộn ở công ty cả một ngày cũng mệt rồi, hay là tôi xoa bóp cho em, nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Trước kia tôi từng đi theo người ta học được hai chiêu xoa bóp, rất hữu hiệu đó. Nói xong, Diệp Thu đặt cốc trà lên bàn trà, đứng lên, đưa tay ra định nắm vai Lâm Thanh Nhã. Lâm Thanh Nhã ngẩng đầu hung hăng chừng Diệp Thu một cái, lạnh lùng nói, ai cần anh xoa bóp, cho dù tôi có mệt chết cũng tuyệt đối không cho anh. Thế nhưng, lâm thanh nhã còn chưa nói xong một đôi tay mạnh mẽ hữu lực đã đặt lên bả vai non mềm của cô lâm thanh nhã đang định đẩy diệp thu ra ngay sau đó chỉ cảm nhận được một trận thoải mái từ bả vai truyền đến đôi bàn tay ấy lúc thì có lực lúc thì nhẹ nhàng lực đạo khống chế rất tốt thủ pháp cũng ngang với chuyên nghiệp cái này làm cho lâm thanh nhã cực kỳ thoải mái hơn nữa không biết là ảo giác hay là gì Lâm Thanh nhã mơ hồ cảm nhận được là có một dòng nước ấm cực kỳ thoải mái từ đôi bàn tay kia truyền vào cơ thể mình, sau đó đi khắp toàn thân. Mệt mỏi cả buổi chiều, theo dòng nước ấm truyền vào bắt đầu dần dần biến mất, đến cả tâm trạng cũng không khỏi tốt lên nhiều. Không thể không nói, xoa bóp của Diệp Thu thoải mái hơn bất kỳ lần xoa bóp mà cô đã từng làm trước kia. Nhưng, vừa nghĩ tới người đang xoa bóp cho mình Diệp Thu mà mình chán ghét nhất. Nhất thời, Lâm Thanh nhã mất hết tâm trạng giơ tay chuẩn bị đẩy diệp thu ra nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên cái này đã cắt đứt động tác cô định đẩy diệp thu ra nhìn qua màn hình báo người gọi tới là quản lý bộ phận tài vụ gọi tới lâm thanh nhã không cần nghĩ ngợi trực tiếp bắt máy nhưng một lúc sau không biết đầu dây điện thoại bên kia đã nói những gì khuôn mặt đang lạnh nhạt của lâm thanh nhã lập tức trở nên rất khó coi đôi mi thanh tú nhíu chặt trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Nói rõ ràng cho hắn biết hộ tôi, nằm mơ đi, nếu hắn ta muốn chơi trận này, Lâm thì tôi sẽ phụng bồi đến cùng. Nói xong, Lâm Thanh nhã ném điện thoại sang một bên, hai tay khẽ dây huyệt thái dương để giải tỏa bực dọc trong lòng. Về phần Diệp Thu xoa bóp cho mình phía sau, tạm thời bị cô lơ là. Nhìn Lâm Thanh nhã chiếu chặt chân mày, sắc mặt còn khó chịu hơn cả gặp mình. Diệp Thu biết, Cuộc điện thoại vừa rồi không đơn giản. Rõ ràng, Lâm Thanh Nhã đã gặp phiền toái rồi, có người trêu chọc cô. Hai mắt Diệp Thu híp lại, trong ánh mắt hiện lên một vệt hàn quang sắc bén uy nghiêm đáng sợ. Anh từng thề, muốn dùng nửa đời sau của mình bảo vệ người phụ nữ trước mắt này. Anh tuyệt đối không cho phép có người làm hại cô. Bởi vì, năm đó nếu như không có người phụ nữ này, thì cũng không có Diệp Thu của hôm nay. 18 năm trước, gia cảnh nhà Diệp Thu rơi vào khốn đốn, kẻ thù đuổi giết thê thảm, cha mẹ đều mất mạng trong tay kẻ thù. Năm ấy anh 7 tuổi, vốn dĩ cũng khó mà thoát được. Nhưng mà trên đường chạy trốn, may mắn được một đôi cha con cứu giúp. Hai cha con đó giấu Diệp Thu vào cốp xe, sau đó đưa anh vào một cô nhi viện xa xôi. Diệp Thu náu mình như thế mới bảo toàn được tính mạng. Từ giây phút đó, Diệp Thu đã lập lời thề, cuộc đời này nếu anh còn có cơ hội gặp lại họ, anh nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của hai cha con này. Sau này lớn lên, sau khi đã báo thù rửa hận cho cha mẹ. Diệp Thu ngoài ý muốn biết được, hai quý nhân đã cứu mình một mảng năm xưa. Đó chính là Lâm Thanh Sơn, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị ở Giang Châu, cùng với con gái Lâm Thanh Nhã. Vì thế Diệp Thu bỏ mặc tất cả, chạy về Giang Châu, định báo đáp ơn cứu mạng của hai cha con năm xưa. Kết quả thật là khéo, Đúng dịp bắt kịp nhà họ Lâm tuyển con rể ở rể. Có cơ hội báo ơn tốt như này, Diệp Thu của quyết nhận lời ở rể, kết làm vợ chồng với Lâm Thanh Nhã. Có lẽ thái độ của Lâm Thanh Nhã đối với anh hơi lạnh lùng và chán ghét. Nhưng người phụ nữ này, anh chỉ biết sủng ái, chiều chuộng, dùng cả đời này yêu thương và ở bên cô. Về phần bất cứ kẻ nào muốn làm tổn thương cô, bắt nạt cô. Diệp Thu tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, tránh ra có lẽ là vì tâm trạng khó chịu, Lâm Thanh Nhã chẳng muốn nói nhiều với Diệp Thu. Cô đẩy Diệp Thu ra, đứng dậy đi lên tầng 2 của biệt thự. Nhìn theo bóng lưng gợi cảm của Lâm Thanh Nhã, trong mắt Diệp Thu tràn đầy dịu dàng. Đợi sau khi Lâm Thanh Nhã hoàn toàn biết mất ở chỗ rẽ cầu thang, Diệp Thu đứng dậy, bước nhanh ra phía ngoài biệt thự. Chương 3: Người giết ông, đã tới mùa thu. Mặc dù bây giờ mới 7 giờ tối, nhưng sắc trời đã tối sầm xuống rồi. Diệp Thu đi tới bên ngoài biệt thự, lấy ra chiếc di động của mình ở trong ngực, bấm một số điện thoại. Lão Đại, không phải anh đang làm người chồng tốt sao, sao đột nhiên lại nghĩ ra gọi điện thoại cho em vậy? Một giọng nam đầy từ tính truyền ra từ trong điện thoại. Chính là người đàn ông đẹp trai đã đưa Diệp Thu trở về lúc sáng. Điều tra cho tôi, gần đây có ai đang đối nghịch với tập đoàn Lâm Thị? Diệp Thu lạnh lùng nói cho dù đã cách cái di động. Người đàn ông đẹp trai vẫn cảm nhận được hàn ý ẩm ầm của Diệp Thu. Vâng, anh cho em một phút. Người đàn ông đẹp trai ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không dám lắm lời nữa, lập tức đi điều tra. Diệp Thu cúp điện thoại, anh ngồi xuống bậc thềm trước cửa biệt thự, lấy ra một bao thuốc lá, đang chuẩn bị châm một điếu. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thanh nhã không thích mùi thuốc lá. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười, đành cất điếu thuốc đi rồi đứng dậy một phút thời gian trôi qua chuông điện thoại của diệp thu lại vang lên diệp thu không nhìn mà bắt máy luôn lão đại đã tra ra rồi giọng nói của người đàn ông đẹp trai từ trong điện thoại truyền ra nói diệp thu bình thản nói người đàn ông đẹp trai ở đầu dây bên kia hít sâu một hơi nói gần đây tập đoàn tiền thì có một khoản nợ rất lớn lần khất không chịu trả cho lâm thị tình cờ lại gặp phải lâm thị đang mở rộng mấy dự án quan trọng cần đến một khoản vốn lớn nếu không hạch toán hết tiền thì những dự án quan trọng này sẽ buộc phải ngừng lại. Đến lúc đó thiệt hại của Lâm thị không thể tính được. Cho nên hai ngày nay chị Dâu vẫn đang thương lượng với tổng giám đốc Tiền Thị, tiền đa quang về chuyện trả tiền. Nhưng mà tên Tiền Đa Quang này là một tên khốn nạn, hắn ta viện các loại cớ để không trả tiền, thậm chí còn đưa ra điều kiện rất quá đáng, muốn chị Dâu đi một mình tới khách sạn ngủ với hắn một đêm, nếu không khoản nợ sẽ kéo dài vô kỳ hạn. Nghe thấy vậy sắc mặt Diệp Thu nháy mắt trở nên rét lạnh, hàn quang lập lòe trong mắt anh. Nếu để cho những đối thủ ngày xưa nhìn thấy vẻ mặt này của Diệp Thu, phỏng chừng đã hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Dám có ý đồ với vợ tôi đúng không? Trong 30 giây, tôi muốn thông tin cá nhân của tiền đa quang cùng với vị trí hiện tại của hắn. Diệp Thu nói xong, trực tiếp cúp máy. Ước chừng 30 giây trôi qua. Diệp Thu nhân được tin nhắn của cậu thanh niên đẹp trai gửi tới nội dung bên trên chính là thông tin cá nhân của tiền đa quang cùng với định vị hiện tại của hắn diệp thu nhìn một cái sau đó cả người trực tiếp hóa thành một bóng đen hòa vào trong đêm tối thành phố giang châu là một thành phố có vị trí tương đối đặc biệt một con sông lớn chảy qua giữa thành phố chia cả thành phố thành hai cho nên giang châu cũng chia ra giang nam và giang bắc tọa lạc ở khu thương mại cbd sầm uất nhất giang bắc Tòa nhà của Tiền Thị đặt sừng sững ở đây. Đây là tòa nhà văn phòng của một mình tập đoàn Tiền Thị, cao 19 tầng, vô cùng khí thế. Điều này cũng thể hiện thực lực hùng hậu của tập đoàn Tiền Thị. Xét cho cùng thì ở khu vực CBD tắc đất tắc vàng này, có thể độc chiếm cả một tòa nhà thì đó không phải là chuyện mà một công ty nhỏ bình thường có thể làm được. Mà tập đoàn Tiền Thị, với tư cách được xếp vào top 10 công ty thương mại quốc tế của thành phố Giang Châu, tuyệt đối có vốn liếng này tầng cao nhất của tòa nhà tiền thị, văn phòng tổng giám đốc. Cửa sổ sát đất thật lớn, trang hoàng tráng lệ. Mỗi một chỗ trong phòng làm việc, thậm chí là mỗi một ngóc ngách, đều thể hiện tài lực hùng hậu của tiền thị. Trên chiếc ghế sofa chuyên dùng để tiếp khách trong phòng làm việc. Giờ phút này đang có hai thân ảnh đang ngồi nói chuyện. Một người trong đó là một người đàn ông đỏ dáng khoảng hơn 30 tuổi. Anh ta mặc một bộ co màu hàng hiệu màu đen, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex vàng sáng bóng. Trang phục đắt tiền như vậy, vừa nhìn là biết xuất thân không tầm thường. Mà người này, chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tiền Thị, Tiền Đa Quang. Đang ngồi đối diện Tiền Đa Quang là một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi. Cách ăn mặc của người đàn ông, mặc dù không phả ra mùi tiền như Tiền Đa Quang, ông ta chỉ mặc một bộ quần áo kiểu tôn trung sơn vô cùng đơn giản. Nhưng khắp người lại tràn ngập khí thức của bậc bề trên, đầy uy nghiêm. Hơn nữa phía sau người đàn ông trung niên, còn có hai vệ sẽ cao to lực lưỡng đeo kính đen đứng sau. Cao gần 1m9, toàn thân có cơ bắp cuồn cuộn, thái dương phồng cao, chỉ đứng ở đó thôi cũng tạo cho người khác một cảm giác áp bách vô hình. Khí thế này, nhìn một cái là biết không phải là vệ sĩ bình thường. Tuyệt đối là cấp bậc lính đặc trùng giải ngũ, một đánh 20 cũng không vấn đề gì. Mà người có thể sử dụng vệ sĩ cấp bậc này, có thể là người bình thường sao? Tiền đa quang ngồi đối diện với người đàn ông trung niên, tươi cười treo đầy trên mặt, vừa nói chuyện vừa rót trà. Đối diện với người đàn ông trung niên này, cho dù là hắn, cũng không dám sơ suất. Bởi vì người đàn ông trung niên này là vua thế giới ngầm của cả khu vực Giang Bắc, Chu Thái. Người này nắm giữ gần 9 phần chỗ ăn chơi ở Giang Bắc như các hộp đêm, quán bar, cây TV. Có thể nói thế này, thế giới ngầm ở Giang Bắc, chỉ cần ông ta nói là được chỉ cần ông ta dậm chân một cái, toàn bộ Giang Bắc phải run rẩy. Một nhân vật lợi hại như này, chuyện tiên hiệp hay. Tiền đa quang tất nhiên không dám vì tiện đắc tội, không có chuyện gì còn phải tặng quà, hẹn gặp ăn một bữa cơm gì gì đó. Dù sao thì tập đoàn tiền thì cũng đóng tại Giang Bắc, nếu quan hệ tốt với Chu Thái cũng có lợi cho sự phát triển của tập đoàn. Nào, Chu ra, uống trà đi. Tiền đa quang cầm một chén trà ngon, khách khách khí khí đưa tới trước mặt Chu Thái. Chu Thái nhận chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó liếc tiền đa quang một cái, bình thản hỏi, lần này tiền tổng tìm tới tôi, không biết là có chuyện gì. Hi hi, Chu ra, ông cũng biết biết chuyện của tôi và cô gái nhỏ nhà họ Lâm. Lần này, tôi nhất định phải bắt được cô ta vào tay, vì thế tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ. Ngài xem, có thể phát mấy tên đàn em đi tới mấy dự án đang mở rộng của tập đoàn Lâm Thị làm loạn, phá rối, gia tăng một chút sức ép cho cô ta, làm cho cô ta sớm ngày xa vào lòng tôi tiền đa quang nhếch mép cười nói thẳng vào vấn đề việc này có lợi gì cho tôi chu thái híp hai mắt cười lạnh hỏi sau khi chuyện thành công lâm thanh nhã đã là người phụ nữ của tôi rồi số tiền mà tôi nợ tập đoàn lâm thị tất nhiên cũng không cần trả nữa số tiền này chúng ta chia bảy ba tôi bảy ông ba tiền đa quang nhếch miệng cười nói nghe thấy vậy chu thái nhíu mày trầm tư suy nghĩ một lát đang định mở miệng phanh một tiếng nổ đột ngột vang lên cánh cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đá một cước văng ra một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ quần áo thể thao màu đen thoải mái xuất hiện ở cửa phòng làm việc làm cho tiền đa quang và chu thái đều sửng sốt cậu là ai vậy mà dám đạp cửa của tôi không muốn sống nữa đúng không tiền đa quang hung hăng chừng mắt nhìn người chàng trai trẻ cũng không nghĩ nhiều há miệng mắng to luôn. Tôi ư, người giết ông. Diệp Thu cười nhẹ một cái, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười lành lạnh. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo bóng đen vụt qua. Giây tiếp theo, Diệp Thu đã xuất hiện trước mặt tiền đa quang, chương 4, nhận ra cái này không? Điều này dọa cho tiền đa quang kinh hãi. Bởi vì hắn ta còn không nhìn thấy Diệp Thu làm thế nào mà xuất hiện trước mặt mình. Không đợi tiền đa quang phản ứng lại, Diệp Thu đã nắm cổ áo Tiền Đa Quang, sách thẳng một người hơn 100 cân như hắn ta lên khỏi sofa. "Cậu, cậu muốn làm gì? Mau thả tôi ra." Sắc mặt Tiền Đa Quang thay đổi, chừng mắt nhìn Diệp Thu, quát lớn. "Nhưng mà." Diệp Thu không thèm phí lời với Tiền Đa Quang, một tay nắm cổ áo Tiền Đa Quang, ném sang bàn làm việc gần đó. "A!" À, tiền Đa Quang hét thảm một hồi, cả người vẽ một đường cong ở giữa không trung, nặng nề đập lên trên bàn làm việc. Phanh. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Cả người Tiền Đa Quang tiếp xúc thân mật với mặt bàn, bị ném xuống mà lảo đảo choáng váng, hai mắt nổ đom đóm. Cũng may hắn ta ra dày thịt béo, toàn thân là mỡ, ngã thế nhưng vẫn ổn. Nếu không hôm nay đã phải vĩnh biệt cõi đời này rồi. "Đệt, tao muốn giết." Tiền Đa Quang choáng váng lồm cồm bò dậy từ trên mặt bàn, trừng mắt nhìn Diệp Thu, há mồm định chửi. Nhưng đúng lúc này thân ảnh diệp thu chợt lóe nháy mắt đã tới trước mặt tiền đa quang sau đó tay trái túm tóc tiền đa quang tay phải dơ cao lên không nói hai lời trực tiếp nện lên khuôn mặt béo mập của tiền đa quang bốp chỉ nghe thấy một tiếng bà tai thanh thúy một bàn tay màu đỏ in lên khuôn mặt béo ú của tiền đa quang kèm theo đó là tiếng kêu vô cùng thảm thiết của tiền đa quang ngao tiền đa quang giơ một tay bịt mặt hai mắt nhìn chòng chọc diệp thu vẫn nộ quát mày con mẹ nó dám đánh tao mày có biết tao là ai không mày có tin tao nhưng mà tiền đa quang còn chưa nói hết câu lại một cái tát vang dội nghinh đón hắn lần này còn nặng hơi vang hơn so với lần trước nháy mắt nửa bên mặt của tiền đa quang đã sưng phồng lên răng trong miệng vì không chịu nổi lực quá lớn mà bay ra ngoài ngay tại chỗ tiền đa quang sắp điên rồi trong mắt lòe lòe ánh lửa cực kỳ căm phẫn quát thằng danh kia mày con mẹ nó muốn chết đúng không? Ha ha! Diệp Thu khinh miệt cười, giơ tay phải lên, lại tát một cái vào mặt tiền đa quang. Bốp! Cái tát vang dội, tiền đa quang xây sầm mắt mày, trên đầu toàn là sao? Hai mắt tiền đa quang trừng lên đỏ ngầu, thằng danh, mày. Bốp! Ông đây phải giết mày. Bốp! Chấm chấm chấm, giữa tiếng kêu giống như mổ lợn. Hơn mười mấy cái bà tai liên tiếp qua đi cả khuôn mặt của Tiền Đa Quang đã sưng như đầu heo, miệng đầy máu, răng rơi xuống đất, đầu óc càng như bị giang một trận, ong ong u u như sắp nổ vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ bị đánh chết. Tiền Đa Quang cũng không phải tên ngốc, vội vàng nhìn sang Chu Thái đang ngồi trên sofa, cầu cứu nói: "Chu, Chu ra cứu tôi." Chu Thái híp híp hai mắt, đang chuẩn bị mở miệng bảo Diệp Thu dừng tay thả người, nhưng đúng lúc này. Diệp Thu lại quay đầu lườm Chu Thái một cái, lạnh lùng nói: "Câm miệng, ngồi ở đây uống trà của ông đi, đừng có lo chuyện bao đồng. Hiểu?" Nghe được lời này, cả người Chu Thái sửng sốt. Ông ta thân là vua thế giới ngầm ở Giang Bắc, phóng mắt ra cả cái Giang Bắc này, có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy? Đây rõ ràng là đang khiêu chiến uy nghiêm của ông ta a! À. Sắc mặt Chu Thái nháy mắt trầm xuống, vẫy tay với hai vệ sĩ áo đen, sau đó chỉ Diệp Thu hai vệ sĩ áo đen lập tức hiểu ý của chu thái không nói hai lời xông thẳng vào diệp thu thấy vậy khóe miệng chu thái gợi lên một nụ cười lạnh hai tên vệ sĩ này là lính đặc trùng giải ngũ mà hắn đã phải tốn một số tiền lớn để mời về thực lực cực kỳ dũng mãnh thu thập một chàng trai trẻ như diệp thu chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao sau đó đến nhìn chu thái cũng lười nhìn ông ta cúi đầu bưng chén trà của mình lên định tiếp tục thưởng thức trà bịch bịch thế nhưng đúng lúc này hai tiếng trầm đục đột nhiên truyền tới ngay sau đó hai tên vệ sĩ lúc đầu còn hung hăng xông lên thế mà đều bay trở về nện chúng vào bàn trà trước mặt chu thái đập bể bàn trà một màn này dọa chu thái nhảy dựng lên ông ta vội vàng quay đầu nhìn tôi nói rồi đừng có mà lo chuyện bao đồng ông nghĩ tôi đang nói đùa với ông đấy à xong vào ngay lúc này một tiếng nói lạnh lùng đột ngột vang lên bên tai chu thái sắc mặt chu thái thay đổi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chỉ thấy diệp thu giờ phút này đang đứng trước mặt ông ta khí thế cường đại cùng với cảm giác áp bách không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả cho dù là chu thái cũng không tự chủ được run lên ông ta thân là vua giang bắc chưa từng thua khí thế với bất kỳ ai thế nhưng ở trước mặt diệp thu ông ta thậm chí có loại cảm giác bản thân mình chỉ như con kiến hôi vậy hít sâu một hơi chu thái để bản thân tỉnh táo lại chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng hỏi cậu có biết tôi là ai không con kiến thôi mà tôi không cần phải biết diệp thu thản nhiên nói sắc mặt chu thái trầm xuống lập tức cả giận nói cậu khẩu khí lớn thật đấy tôi là giang bắc thế giới ngầm nhưng mà chu thái còn chưa nói xong đã bị diệp thu cắt ngang diệp thu lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra quăng đến trước mặt chu thái thản nhiên hỏi nhận ra cái này không đó chỉ là một chiếc nhẫn bình bình thường thường màu đỏ như máu mặt trên là một cái khô đầu lâu đang hám miệng nhìn từ chất liệu thì không phải là bất kỳ loại nào trong những kim loại quý báu như vàng bạc thế nhưng chu thái vừa nhìn thấy thì sắc mặt ông ta đại biến trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ ông ta run rẩy ngẩng đầu nhìn diệp thu khuôn mặt kinh hoàng và sợ hãi ngài ngài là vị đại nhân đó Biết phải làm gì rồi chứ?" Diệp Thu thở ơ, thản nhiên nói. Sắc mặt Chu Thái trắng bệch, hít sâu một hơi, cắn chặt răng, nhanh chóng lấy một con dao từ trong túi ra, ác tâm, một đao cắt đứt đầu ngón tay út của bàn tay phải. Nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Sắc mặt Chu Thái trắng bệch, nhưng vẫn cố nén đau đớn, không dám kêu một tiếng. Lập tức dẫn người của ông biến khỏi mắt tôi. Diệp Thu khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: chu thái tức khắc như được đại xá không dám nhiều lời ông ta vội vàng dẫn hai tên vệ sĩ bị thương nặng đi ra khỏi văn phòng đến lúc này trong văn phòng chỉ còn lại diệp thu và tiền đa quang diệp thu quay đầu nhìn tiền đa quang ánh mắt lạnh như băng đó khiến cả người tiền đa quang run lên cảnh vừa nãy hắn ta đã nhìn rõ cả rồi một tồn tại có thể làm cho chu thái sợ thành như vậy đây tuyệt đối không phải nhân vật bình thường a à, cậu Rốt cuộc cậu là ai a? À? Tiền đa quang tôi tự hỏi là tôi chưa từng đắc tội đến cậu, nhưng vì sao hôm nay cậu lại muốn làm khó tôi? Tiền đa quang hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thu, hoảng sợ hỏi. Tôi là ai không quan trọng, bây giờ trước mặt anh chỉ có hai con đường, một là anh trả tất cả khoản nợ và lãi cho tập đoàn Lâm thị, hai là bây giờ tôi sẽ tiến anh lên đường, anh chọn đi. Diệp Thu thản nhiên nói. Nghe Diệp Thu nói như vậy, trong lòng Tiền Đa Quang vốn đang sợ hãi Diệp Thu, lúc này lại không còn sót lại tí nào. Lúc đầu hắn ta còn tưởng Diệp Thu là nhân vật khủng bố nào cơ. Giờ xem ra, chẳng qua là cao thủ mà Lâm Thị bỏ tiền ra tìm đến đòi nợ mà thôi. Không có thực lực, không có bối cảnh, chỉ là một tên đòi nợ thuê, cái này có gì đáng phải sợ chứ? Chương 5, năng lực khủng bố. Còn về phần tại sao Chu Thái lại sợ Diệp Thu như vậy? Tiền Đa Quang nghĩ rằng có lẽ cũng bởi vì chu thái thấy vệ sĩ đánh không lại diệp thu cho nên mới lựa chọn nhận sai bảo toàn tính mạng nói cho cùng thì người đã lớn tuổi sẽ khá là sợ chết cho dù chu thái có là vua giang bắc thì cũng không ngoại lệ nghĩ thông suốt điểm này tiền đa quang không còn sợ diệp thu nữa chu thái sợ tiền đa quang hắn không sợ đâu bởi vì hắn biết mục đích của diệp thu tới chỉ để đòi nợ mà thôi chứ không dám giết mình ung dung sửa sang lại cổ áo co mồ của mình tiền đa quang đi tới bàn làm việc ngồi xuống ghế làm việc của mình vắt chéo hai chân không sợ hãi mà nói muốn tiền à xin lỗi một phân tiền cũng không có có bản lĩnh thì cậu giết tôi đi nhưng mà nếu cậu giết tôi rồi cậu nghĩ bản thân cậu sống yên được à xã hội bây giờ giết người là phải đền mạng cậu nghĩ lâm thị cho cậu ít tiền đó đủ để cậu cao chạy xa bay sao hửng diệp thu hít mắt sau đó khóe miệng gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm có lý anh nói đúng giết người phải đền mạng thế thì đổi thành tiêu diệt công ty của anh đi hoặc là anh trả tiền hoặc là tôi làm cho tập đoàn tiền thị biến mất khỏi thế gian này hai con đường này anh chọn một đi khiến cho tập đoàn tiền thị của tôi biến mất khỏi thế gian này tiền đa qua ngây ngẩn cả người sau đó ngẩng đầu cười to trong tiếng cười tràn ngập khinh thường người trẻ tuổi tuổi còn nhỏ thì đừng ngông cuồng như thế Mặc dù cậu đánh nhau rất tốt, nhưng cậu có đánh nhau tốt, tốc độ có nhanh đi chăng nữa, thì có thể nhanh hơn đạn sao. Tập đoàn tiền thì tôi đã phát triển được mấy chục năm ở Giang Bắc, nền móng vững chắc, thế lực khổng lồ, há lại để một người như cậu dung chuyển ư. Đến cả ông chủ lâm thì của cậu còn không dám nói làm cho tiền thì tôi biến mất, cậu dựa vào cái gì chứ? Chỉ bằng hai nắm đấm của cậu sao? Đừng có mà gây cười nữa. Xem ra anh đã coi lời nói của tôi thành trò đùa rồi khóe miệng diệp thu khẽ nâng lên một độ cong nghiền ngẫm nhẹ nhàng nói không phải chỉ là nói đùa đâu quả thực là chuyện cười lớn mà chàng trai tôi khuyên cậu mau mau dập đầu xin lỗi tôi đi sau đó ngoan ngoãn cút ra ngoài nếu không thì chỉ một cuộc điện thoại của tôi có thể khiến cậu không còn nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai nữa đấy tập đoàn tiền thì tôi ở giang bắc không phải chuyện đùa đâu Tiền Đa Quang vô cùng kiêu ngạo nói. Diệp Thu cười nhẹ một cái, không nói gì, anh rút điện thoại di động từ trong túi áo ra, nói với đầu dây bên kia, 15 giây sau, phá hủy tập đoàn Tiền Thị cho tôi. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp cúp máy, xoay người ngồi xuống sofa, bình thản nói, anh còn 15 giây để ra quyết định. Thấy cảnh này, một tia khinh thường lóe lên trong mắt Tiền Đa Quang, hắn cười lạnh nói, diễn tốt đấy, thế nào? trước kia xuất thân tử diễn viên võ thuật à. Còn con mẹ nó cho tôi 15 giây, ông đây cũng cho cậu 15 giây, lập tức xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết sự đáng sợ của tập đoàn tiền thị. 10. Diệp Thu mặc kệ tiền đa quang, bắt đầu đếm ngược. Ái trà đệt mẹ, cho cậu mặt mũi cậu không cần đúng không? Cậu có tin bây giờ tôi sẽ tìm người tới giết chết cậu không? Tiền đa quang chừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói. 5. Diệp Thu tựa người vào sofa, hai chân bắt chéo, tiếp tục đếm ngược, căn bản là không quan tâm tới Tiền Đa Quang. "Tốt, tốt, tốt, chàng trai, cậu có khí phách, hôm nay nếu Tiền Đa Quang tôi không giết chết cậu, tôi còn mẹ nó không mang họ tiền." Tiền Đa Quang cắn răng, hung ác nói: "Đến giờ rồi, anh đã hết cơ hội lựa chọn." Diệp Thu liếc Tiền Đa Quang một cái, nhàn nhạt nói: "Đệt, cậu diễn trò diễn đến nghiện rồi đúng không?" Sao cậu không đi cầm một cái giải Oscar ảnh đế đi? Còn cái đờ sao o gì mà tôi đã hết cơ hội, hôm nay ông đây muốn nhìn xem là ai đã hết cơ hội. Tiền Đa Quang căm phẫn mắng chửi. Sau đó hắn ta muốn gọi điện thoại, gọi tất cả nhân viên bảo vệ trong tập đoàn lên đây, để Diệp Thu biết lát nữa thế nào là tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên trước một bước. Vừa nhìn vào số gọi tới, thế mà lại là khách hàng lớn nhất của tập đoàn tiền thị, Liễu Tổng gọi tới. Đối với người này, tiền đa quang không dám sơ suất. Bởi vì hàng hóa buôn bán của tập đoàn tiền thị, gần như là 6 phần đều tiêu thụ chỗ công ty của Liễu Tổng. Cho nên hắn ta tuyệt đối có thể được coi là thần tài của tập đoàn tiền thị. Một khi mất đi khách hàng này, kinh ngạch tiêu thụ của tập đoàn tiền thị sẽ bị ngâm nước hơn phân nửa. Vì thế, tiền đa quang vội vàng bắt máy, đè lại cơn tức, đang chuẩn bị khách khách khí khí chào hỏi đối phương, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh băng của Liễu tổng ở đầu dây điện thoại bên kia nói: Tiền Đa Quang, lá gan của anh càng ngày càng lớn, người nào anh cũng dám trêu chọc a. À, từ giờ trở đi, hàng hóa của tập đoàn Tiền thì các người, công ty chúng tôi sẽ không cần nữa, chúng ta không cần hợp tác nữa. Nói xong, bên kia trực tiếp cúp máy. Cả người Tiền Đa Quang đều mơ hồ, chuyện gì đây? đây là khách hàng lớn nhất đó sao lại nói không hợp tác liền không hợp tác luôn thế này rốt cuộc thì mình đã trêu chọc người nào a trong khi trong đầu tiền đa quang đang có một dấu chấm hỏi không hiểu chuyện này ra làm sao điện thoại bàn trên bàn làm việc cũng liên tục gieo lên không ngừng tiền đa quang không kịp nghĩ nhiều như vậy vội vàng cầm điện thoại lên đặt bên tai tiền tổng không xong rồi số hàng hóa lớn mà chúng ta mới vận chuyển về từ nước ngoài đang ở bến tàu thì bị hải quan tịch biên rồi. Nói là chúng ta trốn thuế lậu thuế, phải tịch biên hàng hóa, tiến hành điều tra. Trước khi chưa điều tra rõ ràng sự việc, thì tất cả hoàng hóa bị tịch biên vô thời hạn, không được trả về. Oanh, trong lúc nhất thời, tiền đa quang chỉ cảm thấy đầu mình như bị sét đánh vậy, ong ong ù ù. Số hàng hóa đó là tất cả hàng hóa dùng để tiêu thụ trong 3 tháng tới của tập đoàn tiền thị. Tạm thời bị mất phí vận chuyển không nói, nguyên phí tổn của hàng hóa đã gần 500 triệu tệ. Nếu số hàng hóa này bị tịch biên vô thời hạn, vậy thì thật sự là thua lỗ đến hộp máu rồi. Mấu chốt ở chỗ tập đoàn tiền thị là công ty thương mại, nếu như không có hàng hóa. Vậy thì 3 tháng tới bán cái gì đây? Bán gió Tây Bắc à? Chuyện này làm tiền đa quang cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mà đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của hắn vẫn liên tục vang lên. Tin tức xấu từng cái từng cái truyền đến không phải là cổ phiếu công ty bị tập đoàn tài chính thần bí ác ý chèn ép, dẫn đến điên cuồng tụt giảm. Thì là tài khoản công ty bị hacker xâm nhập, đánh cắp một số tiền lớn. Hoặc là khách hàng lúc đầu đã thỏa thuận ổn thỏa, từng người lại tiếp từng người hủy hợp đồng với tập đoàn tiền thị. Mà lý do bọn họ đưa ra cực kỳ thống nhất. Tiền đa quang đã đắc tội người không nên đắc tội, bọn họ không muốn chuốc họa vào thân. Ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, tập đoàn tiền thị đã hao hụt ít nhất gần 1 tỷ tệ. Với lại đây mới chỉ là đánh giá rẻ chừng, tổn thất vẫn đang tiếp tục, hơn nữa không ngừng tăng lên. Cứ theo đà này, khoảng cách tập đoàn tiền thị phá sản sập tiệm cũng không còn xa nữa. Vào giờ khắc này, sắc mặt tiền đa quang đã cực kỳ khó coi, trên trán đầy mồ hôi hột. Nuốt khan một ngụm nước miếng. Tiền đa quang ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh đang ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, trong mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Bây giờ hắn ta mới biết, chàng trai trẻ tuổi này vậy mà lại có năng lực khủng bố như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 6, Lâm Thanh nhã mất ngủ. Tất cả những lời Diệp Thu nói lúc trước không phải là đang diễn kịch. Anh thật sự có năng lực có thể phá hủy tập đoàn Tiền Thị. Khét thầy mọi chuyện lúc này không phải chỉ một cuộc điện thoại của Diệp Thu mang tới sao? Tiền đa quang không bình tĩnh nổi nữa rồi, hắn ta vội vàng đứng dậy chạy tới trước mặt Diệp Thu, bùm bụp một tiếng quỳ xuống, vừa dập đầu vừa cầu xin tha thứ nói, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cầu xin ngài dơ cao đánh khẽ, tha cho tiền thị một con đường. Tha cho tiền thị một con đường. Thế thì phải xem thành ý của anh. Khóe miệng Diệp Thu hơi dương lên, thản nhiên nói. Ngài nói đi, chỉ cần ngài nói, tôi đều làm theo hết. Tiền đa quang vội vàng gật đầu, không dám có một tí không tuân theo nào. Tiền nợ Lâm thị, trả lại gấp đôi cho tôi, thừa ra thì coi như là giả lãi. Còn nữa, trước 10 giờ trưa mai, đi tới tập đoàn Lâm thị cho bà. Nói tới đây, suýt nữa thì Diệp Thu nói lộ hết ra, anh nhanh chóng sửa lại, đích thân nhận sai với Lâm tổng, thái độ phải thành khẩn, còn phải tranh thủ sự tha thứ của Lâm tổng, làm cô ấy hài lòng. Ngoài ra, anh còn phải mang theo quà tặng giá trị làm bồi thường tặng cho Lâm tổng, nghe rõ chưa? nghe, nghe rõ rồi. Tiền đa quang đau xót gật đầu. Sao vậy, nghe giọng điệu của anh, hình như không vui à? Diệp Thu híp híp mắt, lạnh giọng hỏi. Không dám, tuyệt đối không dám, tôi nhất định sẽ làm theo. Tiền đa quang vội vàng gật đầu. Trước 10 giờ trưa mai, anh làm xong những việc tôi bảo, nếu không. Ha ha, hậu quả thế nào, chắc là anh hiểu rõ đúng không? Diệp Thu cười lạnh nói. Hiểu, hiểu rõ tiền đa quang mặt trắng bệch gật đầu sau đó nhìn diệp thu cẩn thận hỏi tiên sinh ngài xem có phải bây giờ có thể tha cho tiền thị chúng tôi một con đường rồi không à anh không nói thì suýt nữa tôi quên mất đấy diệp thu gãi tai bừng tỉnh đại ngộ nói nghe vậy tiền đa quang đầu đầy vạch đen cực kỳ cạn lời tổ tông a cậu đừng đùa nữa nếu ngài quên thêm một lúc nữa tiền thị có khi sắp phá sản thật rồi đợi đã Diệp Thu lấy di động ra, lại một lần nữa bấm số điện thoại kia, thản nhiên nói, có thể ngừng rồi. Cúp máy xong, ước chừng hơn 10 giây sau. Cuối cùng Tiền Đa Quang đã nhận được tin tức tốt không tính là tốt lắm. Khách hàng của tiền thị đã ngừng bỏ đi, hàng hóa bị hải quan tịch biên được thả ra, hacker tấn công tài khoản công ty đã rút lui, tập đoàn tài chính thần bí chèn ép giá cổ phiếu của công ty cũng dừng tay. Sở Dĩ nói những tin này không được coi là tin tức tốt. Đó là bởi vì trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi này, tổn thất của tập đoàn Tiền Thị đã lên đến gần 30 tỷ tệ. Đây mới là tổn thất trực tiếp, còn tính cả những khách hàng đã chạy mất kia, thật sự là mất máu đến thấy bà ngoại luôn. Vô cùng may mắn là Diệp Thu kịp thời dừng tay, nếu không tập đoàn Tiền Thị sẽ xong đời thật. Chuyện này làm Tiền Đa Quang nghĩ lại mà sợ, lưng hắn đầy mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Diệp Thu trước mắt này đến tột cùng là tồn tại khủng bố gì vậy a? À? Cho dù phóng mắt nhìn ra cả nước, có thể có được năng lực như vậy, e rằng cũng không tìm ra được mấy người đi. Vậy mà đến cả lực lượng hải quan cũng điều động được. Người này thật sự quá đáng sợ, sau này tuyệt đối không thể đắc tội. Bao gồm cả tập đoàn Lâm thị, có người này chống lưng, sau này nhất định phải nghĩ cách quan hệ tốt mới được. Nghĩ tới đây, Tiền Đa Quang vội vàng dập đầu mấy cái thật mạnh với Diệp Thu xúc động đến rơi lệ nói, cảm ơn tiên sinh đã dơ cao đánh khẽ, tha cho tiền thì tôi không phải chết. Được rồi, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không tôi sẽ tới tìm anh tiếp đấy. Diệp Thu giơ tay vỗ đầu tiền đa quang, khóe miệng hơi nhếch, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thu rời đi, tiền đa quang vội vàng quỳ dạp trên mặt đất, cung kính nói cung tiễn tiên sinh. Chấm, chấm 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 chấm, trở lại biệt thự nhà họ Lâm, đã là hơn 10 giờ tối. Diệp Thu tắm rửa xong, nghĩ một chút, anh vẫn đi lên tầng 2, đi tới trước cửa phòng Lâm Thanh Nhã. Đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng Lâm Thanh Nhã mở ra. Lâm Thanh Nhã mặc một chiếc váy ngủ bằng gen màu đen đi ra. dáng người ma quỷ, da thịt trắng như tuyết, dưới nền của bộ đồ ngủ gen màu đen, màu người huyết mạch phun trào. Nhất là đường cong kiêu ngạo kia. Cổ áo của đồ ngủ vốn thấp, lúc này có thể nối là phong cảnh vô hạn. Cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp dưới làn váy ren càng khiến người ta muốn phạm tội. Người phụ nữ này quả thực là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho người đàn ông. Diệp Thu chỉ nhìn thoáng qua, anh lại nhanh chóng thu lại tầm mắt. Anh sợ mình mà còn nhìn tiếp nữa thì sẽ không kiềm chế được. Anh ở đây làm gì? Lâm Thanh nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, giọng nói lạnh như băng hỏi. Cũng không có chuyện gì, trước đó tôi thấy sắc mặt em không tốt. Lo lắng em gặp phải chuyện phiền muộn gì sẽ không ngủ được, cho nên muốn tới thăm em." Diệp Thu nhếch miệng cười, dịu dàng nói: "Hừ, không cần anh quan tâm, tôi ngủ rất ngon, hơn nữa cho dù tôi có gặp phải chuyện rắc rối thì người đàn ông ăn không ngồi rồi, chỉ biết được bao nuôi như anh thì có thể giúp tôi được cái gì?" Lâm Thanh nhã hừ lạnh một tiếng, nhăn mày, khuôn mặt tràn đầy chán ghét. Cô ghét nhất là dáng vẻ vờ vĩnh này của Diệp Thu. Một chút việc còn không giúp được còn làm ra vẻ quan tâm, thật là làm người khác chán ghét. Em ngủ được thì tốt rồi, vậy, Lâm Tổng ngủ ngon. Diệp Thu mỉm cười, không nói thêm gì nữa, anh trực tiếp xoay người đi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Thu. Đôi mắt của Lâm Thanh Nhã xoẹt qua một vệt chán ghét, bĩu môi, thật chả hiểu ra làm sao cả. Sau đó Lâm Thanh không hề đi xem Diệp Thu, xoay người đi vào phòng vệ sinh bên cạnh phòng ngủ. Ước chừng hơn 5 phút sau. Lâm Thanh Nhã lại đi ra, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, vừa đi vào trong phòng ngủ, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, thật kỳ lạ, thuốc ngủ của mình để đâu rồi? Mình nhớ rõ ràng là đã để trong hòm thuốc trong nhà vệ sinh mà, giờ mình ngủ sao đây, phiền chết đi được. Chấm 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 chấm, ngày hôm sau, nắng chiếu rực rỡ, thời gian đã tới hơn 9 giờ sáng. Lâm Thanh Nhã vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vào nhà vệ sinh, vừa buộc tóc cô sắp đi làm muộn rồi. Kỳ thực dựa theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của cô trước kia, nếu ngủ sớm như vậy thì chắc chắn 6-7 giờ sáng là tỉnh rồi. Nhưng tối qua là trường hợp ngoại lệ. Chuyện tập đoàn tiền thì nợ tiền không trả, sắp sầu chết cô rồi, lại còn không tìm thấy thuốc ngủ. Cho nên đừng nhìn cô 6-7 giờ đã vào phòng đi ngủ, mãi đến tận 3-4 giờ mới miễn cưỡng ngủ được. Vừa ngủ một cái, đã ngủ thẳng đến 9 giờ hơn sáng hôm sau mà cố tình buổi sáng hôm nay cô còn có một cuộc họp khá quan trọng. Việc này khiến Lâm Thanh Nhã rất gấp, rửa mặt đơn giản một cái, ngay cả trang điểm cũng không kịp, đeo túi sách, cầm lấy chìa khóa xe chạy xuống tầng 1. Phòng khách tầng 1, Diệp Thu đang ở đấy. Nhìn thấy Lâm Thanh Nhã vội vội vàng vàng chạy xuống. Diệp Thu tiến lên chào cô, khuôn mặt tươi cười nói, Lâm Tổng, em tỉnh rồi à? Gần 10 giờ rồi, sao anh không gọi tôi dậy? lâm thanh nhã vốn đang cuống cuồng nhìn thấy diệp thu cộ oán trách nói không phải em nói là không cho tôi vào phòng ngủ mà diệp thu nhếch miệng cười nghe vậy lâm thanh nhã cũng ngẩn người hình như đúng là mình đã từng nói như vậy lâm tổng tôi đã làm bữa sáng cho em rồi em ăn rồi hẵng đi diệp thu vẫn mỉm cười như cũ hỏi nụ cười sủng nịnh này còn ấm áp hơn cả ánh nắng buổi sáng nhìn anh là mất khẩu vị tránh ra. Giọng nói của Lâm Thanh Nhã lạnh như băng, sau đó không để ý Diệp Thu nữa, đi thẳng ra ngoài biệt thự. chương 7, ai giúp đỡ? Cao ốc Lâm Thị, cửa chính. Một bóng dáng đang sốt ruột chờ ở đây. Không phải người khác, chính là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tiền Thị, Tiền Đa Quang. Chẳng qua, lúc trước hắn ta vốn gọn gàng tuấn tú. Thì giờ phút này, khuôn mặt lại sưng như cái đầu heo. Răng cửa thiếu mấy cái không nói, vết bàn tay đỏ tươi vẫn còn in trên đấy, hơn nữa còn cực kỳ rõ ràng. Như này dẫn tới sự chú ý của những người đi đường xung quanh. Thế nhưng, giờ phút này tiền đa quang không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn vội chết đi được. Bởi vì Diệp Thu bảo hắn 10 giờ trưa nay xin lỗi Lâm Thanh Nhã. Nhưng bây giờ mắt thấy đã 9 giờ 50 rồi, lại vẫn chưa thấy bóng dáng của Lâm Thanh Nhã đâu. Mắt thấy trời gian đang từng giây từng phút trôi qua, tiền đa quang sốt ruột đến phát khóc đi được bà cô của tôi ơi cô mau xuất hiện đi nếu cô còn không đến nữa thì vị tiên sinh kia sẽ giết tôi mất a tiền đa quang sốt ruột như ruồi mất đầu đi vòng tại chỗ đúng lúc này tiếng một chiếc xe thể thao gầm rú chuyển tới ngay sau đó một chiếc ferrari màu đỏ dừng trước cửa cao ốc lâm thị tiền đa quang thấy vậy hai mắt mừng rỡ giống như gặp được cứu tinh vậy vội vàng nghênh đón lâm thanh nhã vừa xuống xe đã nhìn thấy tiền đa quang mặt như đầu heo ánh mắt trông mong nhìn mình khuôn mặt còn tràn đầy nịnh nọt lâm thanh nhã nhíu mày lạnh giọng hỏi anh là không thể trách lâm thanh nhã trí nhớ kém được mà là tiền đa quang hiện tại thật sự là đã bị diệp thu đánh cho không thành hình người nữa rồi cho dù là mẹ ruột hắn ra gặp hắn trong lúc nhất thời cũng chưa chắc đã nhận ra hắn tôi đây lâm tổng tôi là tiền đa quang a cô không nhận ra tôi à tôi đã ở đây đợi cô nửa ngày rồi đấy tiền đa quang nịnh nọt nói nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã nháy mắt lạnh xuống vẻ mặt chán ghét nói anh tới làm gì tôi nói cho anh biết tiền đa quang anh đừng có mà khinh người quá đáng lâm thanh nhã tôi không phải người dễ chọc đâu tốt nhất là anh hãy thu lại suy nghĩ dơ bẩn của anh đi nếu không đừng trách tôi không khách khí lâm tổng cô hiểu nhầm rồi Lúc trước là tôi không đúng, tôi ngàn lần không nên vạn lần không nên có suy nghĩ không an phận với cô, tôi là xúc sinh. Tối qua vị tiên sinh kia đã tới giáo huấn tôi rồi, tôi cũng đã ý thức được sâu sắc sai lầm của mình, cho nên hôm nay tôi tới là đặc biệt xin lỗi cô. Ngoài ra còn trả lại gấp đôi tiền tôi nợ quý công ty. Mong rằng Lâm Tổng đại nhân đại lược, không chấp nhặt với tôi, cũng hy vọng sau này Lâm Tổng có thể nói một tiếng với vị tiên sinh kia một tiếng, chuyện mà cậu ấy bảo tôi làm tôi đã làm được rồi. Tiền đa quang liên tục xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống dập đầu với Lâm Thanh Nhã. Mà thái độ thay đổi lớn như vậy, cũng làm cho Lâm Thanh Nhã hơi choáng váng. Chuyện gì thế này? Chẳng nhẽ mình chưa tỉnh ngủ à? Hay là cứ mơ tiếp đi? Tiền đa quang này sao lại như biến thành một người khác vậy? Tối qua hắn còn gọi ẩm ý, nếu mình không đi ngủ với hắn một đêm, thì nhất định không trả tiền, làm cho dự án của Lâm Thị rơi vào sập tiệm sao mà bây giờ đột nhiên lại trở nên thành thật cung kính như này rồi hả hơn nữa còn muốn trả cho mình số tiền gấp đôi chẳng nhẽ thằng cha này uống nhầm thuốc rồi vào giờ phút này lâm thanh nhã có thể nói là mờ mịt nhưng mà rất nhanh cô đã nắm được trọng điểm trong lời nói của tiền đa quang vừa rồi tiền đa quang nói tối qua có một vị tiên sinh đã dạy dỗ hắn nói vậy cũng chính là vì thế hắn mới trở nên trung thực thế này ngoan ngoãn tới tìm mình trả tiền. Nhưng mà, vị tiên sinh đó rốt cuộc là ai? Tại sao anh ta lại giúp mình, giúp Lâm thị chứ? Cuống hồ, anh ta có thể khiến Tiền Đa Quang e sợ như vậy, ép được Tiền Đa Quang phải cúi đầu với mình. Có thể thấy chắc chắn anh ta không phải người bình thường. Mình kết giao được với nhân vật lớn như thế lúc nào vậy? Lâm Thanh Nhã nghĩ mãi không ra. "Lâm tổng, chiếc thẻ này có 2 tỷ, trừ đi 1 tỷ tôi nợ quý công ty." một tỷ còn lại, coi như là tiền lãi và bồi thường đi, mật khẩu là 6 số cuối trên thẻ. Tiền đa quang lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen từ trong túi áo, cung kính đưa tới trước mặt Lâm Thanh Nhã. Cái này, Lâm Thanh Nhã nhíu mi, suy nghĩ một lát, nói anh chỉ cần trả một tỷ tiền nợ công ty chúng tôi là được rồi, một tỷ còn lại kia, anh mang đi đi, tôi không muốn chiếm tiện nghi của anh. Đừng mà Lâm Tổng, cô hãy thương xót tôi đi, nếu cô không nhận, vậy thì tôi hoàn toàn xong đời rồi vị tiên sinh kia sẽ không tha cho tôi sắc mặt tiền đa quang thay đổi đáng thương nói điều này làm cho lâm thanh nhã nhất thời không biết phải làm sao còn cả như này nữa ư cầu xin cho tiền lâm tổng nếu cô không nhận tôi chỉ có thể quỳ xuống trước mặt cô tiền đa quang nói xong như thể sắp quỳ xuống trước mặt lâm thanh nhã đừng tôi nhận lâm thanh nhã vội và ngăn cản tiền đa quang nhận lấy tấm thẻ ngân hàng. Dù sao nơi này cũng là cửa chính của công ty mình, Tiền Đa Quang quỳ xuống, không biết còn tưởng là hắn cầu hôn với mình. Cô không muốn truyền ra chuyện xấu nào với Tiền Đa Quang. Tiền Đa Quang thấy Lâm Thanh Nhã nhận rồi, cũng rất vui vẻ, vội vàng nói, "Trừ những thứ này ra, tôi còn có một món quà giá trị muốn tặng cho cô." Nghe nói Lâm tổng thích tác phẩm hội họa đương đại của đại sư Mạc Phỉ Lạc cho nên tôi đã đặc biệt phái người đi tới hội đấu giá ở châu u mua một bức, muộn nhất là hai ngày tới, chắc là sẽ đưa tới nhà của cô. tranh của mạc phỉ lạc ư? lâm thanh nhã nghe vậy, trong đôi mắt cũng lóe lên tia sáng, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, không cần đâu, anh cứ giữ lại đi. lâm tổng đừng vội cự tuyệt a, tôi đã chụp lại bức họa rồi, hơn nữa vì vậy còn lấy được cơ hội cùng đi ăn tối cùng với kabuki. Đệ tử mà Mạc Phỉ Lạc yêu thương nhất. Tôi quyết định tặng cơ hội này cho cô, đây là cơ hội tuyệt hảo để có thể gần gũi, hiểu biết thêm về đại sư Mạc Phỉ Lạc." Tiền Đa Quang vội vàng nói. "Cái này?" Lâm Thanh Nhã nhíu mi, rõ ràng là hơi do dự. "Cứ quyết định sảng khoái thế đi, trở về bức họa mà về nước, tôi lại liên lạc với cô." Tiền Đa Quang nói xong, không cho Lâm Thanh nhã cơ hội từ chối, nhanh chóng xoay người chạy tới chiếc xe của mình sau đó nổ máy nhanh chóng lái đi thấy vậy lâm thanh nhã cũng kệ vậy nhưng vừa nghĩ tới còn một hội nghị khẩn cấp phải học cô chẳng muốn nghĩ nhiều nữa nhanh chóng đi vào trong tòa nhà họp xong ngồi vào bàn làm việc của mình lâm thanh nhã vẫn có cảm giác như đang nằm mơ tiền đa quang nợ tiền không trả ảnh hưởng đến chuyện mở rộng dự án của công ty chuyện này vốn làm cô lo âu lo đến nỗi tối còn không ngủ được nhưng bây giờ thật thần kỳ giải quyết được rồi còn lãi được một tỷ. Chuyện này khiến Lâm Thanh Nhã cảm thấy cực kỳ kỳ diệu. Mà người thần bí ở trong bóng tối giúp mình, rốt cuộc là ai đây? Trong lúc Lâm Thanh Nhã đang suy tư chăm mối, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cô gái nhỏ sách theo cặp sách, tết tóc đuôi ngựa đi từ ngoài vào. Cô gái nhìn qua khoảng chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, mặc dù không trang điểm cũng có thể nói là tuyệt mỹ dáng người của cô ấy đã bắt đầu nảy nở. Cho dù đang mặc trên người bộ đồng phục hơi rộng thùng thình, nhưng đường cong duyên dáng đó vẫn như ẩn như hiện. Cùng với đôi chân thon dài thẳng tắp ấy, chắc chắn sau này lại là một yêu tinh nghiêng nước nghiêng thành. chương 8, cô em vợ gây khó dễ. Chị họ, sau khi cô gái đi vào trong phòng làm việc, thì bổ nhào vào Lâm Thanh Nhã đang ngồi trên ghế làm việc. Lâm Thanh Nhã nghe tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn một cái, sau đó cũng giật mình, Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Bởi vì cô gái này không phải người khác, mà chính là con gái của dì cô, Giang Thi Kỳ. Bình thường quan hệ rất tốt với cô. Hai người giống như chị em ruột, không giấu nhau điều gì. Sao lại nghĩ ra đến chỗ chị vậy? Cũng không nói với chị trước. Ôm Giang Thi Kỳ vào trong lòng, Lâm Thanh nhã mỉm cười hỏi. Đây không phải là trường cho nghỉ lễ à? Em ở nhà chán lắm, cho nên em tới tìm chị chơi cái miệng nhỏ nhắn của Giang Thi Kỳ vỉnh lên, sau đó vươn tay ôm chiếc cổ trắng nón của Lâm Thanh Nhã, núng nịu nói, chị họ, hôm nay chị đưa em đi chơi được không? Chị, Lâm Thanh Nhã nhíu mi, suy tư một lát. Hôm nay công ty nhiều việc hơn bình thường. Thân là tổng giám đốc, cô thật sự là không đi được. Kỳ kỳ, xin lỗi nha, em thấy đấy hôm nay chị hơi bận thật, chắc là không đi chơi với em được. Lâm Thanh Nhã ái náy nói. À, thế, thôi được rồi. Giang Thi Kỳ nháy mắt cực kỳ mất mát. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã cũng đau lòng quá thôi, nghĩ một lát, nhanh chóng nói, hay thế này đi, chị bảo thư ký Trần đi cùng em tới chiều, đợi buổi tối xem xem nếu mà không có việc gì, chị sắp xếp thời gian rồi chơi với em. Em không muốn, lần trước thư ký Trần đó đi cùng em rồi, anh ta thật sự là chán ngắt à, cả ngày không nói chuyện, cứ như là đi cùng với một chai dầu nghẹt vật, còn không bằng em tự đi chơi một mình. Giang Thi Kỳ lắc đầu, sau đó càng thất lạc. Này, Lâm Thanh Nhã nhíu mày suy nghĩ. Cũng không biết vì sao, trong đầu cô lại hiện ta một bóng hình. Người đó không phải ai khác, chính là Diệp Thu. Bởi vì trong thời gian ngắn cô chỉ nghĩ được vài người có thể phó thác. Người khác đều không đáng tin. Mà Diệp Thu, tối thiểu là đã lĩnh giấy kết hôn, kết hôn, vẫn tin được. Và lại, chàng trai này cả ngày mồm mép láo lỉnh, giỏi nhất là dỗ người, mấu chốt là da mặt còn dày hơn chắc hẳn là có thể chơi với em gái vui vẻ hơn nữa cũng không thể để anh ấy ở nhà cả ngày không làm gì cả ăn hết cơm rồi đi ngủ nhỉ như thế thì tiện nghi cho anh quá phải để cô em họ con nhóc tinh quái này điều trị anh nghĩ tới đây khóe miệng lâm thanh nhã dương lên một nụ cười giảo hoạt sau đó cô nhìn giang thi kỳ mỉm cười nói kỳ kỳ ngoan lần này chị tìm cho em một người thú vị đi cùng được không Ai vậy? Giang Thi Kỳ mở to hai mắt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Đợi một lát là em biết liền." Lâm Thanh nhã cười thần bí. Chấm chấm chấm, trước cửa biệt thự nhà họ Lâm. Diệp Thu nhìn cô gái xinh đẹp tràn ngập sức sống thanh xuân trước mặt, anh thấy rất kỳ lạ. Còn Giang Thi Kỳ cũng đang đánh giá Diệp Thu. Đồng thời, trong lòng cô cũng đang suy nghĩ. Anh chàng đang mặc tạp dề, trong tay còn cầm cây lau nhà, là anh rể của mình thật sao? như này thì kém quá rồi đấy. Chẳng trách bên ngoài vẫn luôn đồn rằng, con rể nhà họ Lâm chính là một kẻ vô dụng chẳng làm được việc gì. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường đường là một người đàn ông, sao lại cả ngày ở trong nhà đeo tạp dề quét nhà A. Nhìn thế nào, cũng thấy giống trai bao. Vâng Lâm Tổng, tôi biết rồi, em yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thu nghe điện thoại, gật đầu liên tục, dáng vẻ đó trông nịnh hót biết bao. Điều này càng làm cho Giang Thi Kỳ khinh thường trong lòng. Đã kết hôn rồi, ngay cả bà xã còn không dám gọi, thật là vô dụng. Sau khi cúp điện thoại của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu nhìn Giang Thi Kỳ, nhếch miệng cười, "Bạn nhỏ, hóa ra em là em họ của vợ tôi, nào, gọi một tiếng anh rể cho anh nghe xem nào." "Tôi không muốn, anh mới là bạn nhỏ." Giang Thi Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói, "Được được được, tôi là bạn nhỏ." thế xin hỏi bạn lớn giang thi kỳ chiều nay em chuẩn bị đi đâu chơi chị gái em đã dặn rồi để tôi đi cùng em bất cứ khi nào bảo vệ em an toàn diệp thu mỉm cười nói hừ ai cần anh bảo vệ bản đại tiểu thư mới không cần giang thi kỳ hừ lạnh một tiếng bất mãn nói đối với người anh rể này cô càng nhìn càng không thuận mắt cô thật sự là nghĩ không ra một cô gái xinh đẹp ưu tú như chị mình sao lại gả cho một con cóc như này chứ được em nghĩ đi chỗ nào anh đi cùng em là được đúng không như thế anh cũng dễ ăn nói với chị em diệp thu mỉm cười nói giang thi kỳ đang định từ chối nhưng một giây sau cô lại lanh trí dự định gây khó khăn cho diệp thu một trận nghĩ tới đây trong mắt giang thi kỳ xoẹt qua một tia giảo hoạt gật gật đầu nếu muốn đi cùng thì cứ đi cùng đi mong rằng đến lúc đó anh đừng hối hận là được nói xong, Giang Thi Kỳ xoay người đi ra ngoài sân. Diệp Thu thấy vậy, vội vàng tháo tạp dề xuống và bỏ cây lau nhà vào biệt thự, khóa kỹ cửa, sau đó đi theo ra ngoài. Ra khỏi khu biệt thự Hãn Hải Lan Thành, Giang Thi Kỳ và Diệp Thu gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến khu thương mại sầm uất nhất Giang Bắc, Quảng trường Vạn An. Đến Quảng trường Vạn An, Giang Thi Kỳ và Diệp Thu đầu tiên là đi dạo một hồi, cuối cùng dừng ở trước cửa một trung tâm thương mại tên là Thăng Đạt em muốn mua đồ diệp thu nhìn giang thi kỳ nghi hoặc nói sao nào không được sao giang thi kỳ liếc diệp thu một cái kêu căng hỏi ngược lại tất nhiên là được đi thôi diệp thu mỉm cười gật đầu lập tức dẫn đầu đi vào bên trong trung tâm thương mại nhìn theo bóng lưng diệp thu khóe miệng giang thi kỳ kéo ra một nụ cười giảo hoạt thầm nghĩ trong lòng đợi lát nữa đi vào tôi sẽ mua 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 để anh xách đồ cho đến khi anh không chịu được nữa chỉ cần anh dám có một tí không vui nào tôi sẽ lập tức gọi điện cho chị tôi cáo trạng anh nói anh đối xử không tốt với tôi xem chị tôi chừng chị anh thế nào nghĩ tới đây giang thi kỳ đắc ý cười sau đó vội vàng đuổi theo đúng như theo kế hoạch của giang thi kỳ bắt đầu từ lúc đi vào cửa hàng đầu tiên trong trung tâm thương mại giang thi kỳ đã điên cuồng mua sắm mặc kệ là cửa hàng gì chỉ cần giang thi kỳ đi vào thì sẽ mua một đống đồ rồi đi ra chẳng mấy chốc hai tay diệp thu từ tay không đã trở thành sách các túi lớn túi nhỏ hàng hóa chỗ này chỉ mới là đi dạo hết tầng thứ nhất của trung tâm thương mại bên trên còn mấy tầng nữa chưa đi kia chẳng qua là mấy thứ này diệp thu cũng chẳng sao cả dù sao cũng không phải là tiêu tiền của anh sức lực sách đồ anh vẫn có vì thế anh đi theo sau giang thi kỳ yên lặng sách đồ còn giang thi kỳ chỉ cầm một cây kem trong tay thảnh thơi đi đằng trước, thường xuyên quay đầu nhìn Diệp Thu, muốn bắt được một tia không tình nguyện trên khuôn mặt Diệp Thu. Nhưng khuôn mặt Diệp Thu Thủy chung không thay đổi gì. Điều này làm cho Giang Thi Kỳ hơi không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm trong lòng, ghỉa bộ tốt đấy, rất tốt. Thế thì đừng trách cô không khách khí. Ngay sau đó, Giang Thi Kỳ đi thẳng lên tầng 2 của trung tâm thương mại. chương 9, đã tiêu hết tiền rồi. Đến tầng 2 của trung tâm thương mại, giang thi kỳ càng ngày càng táo tợn đồ gì lớn đồ gì nặng thì mua cái đó chẳng bao lâu hai tay của diệp thu đã không đủ dùng anh bắt đầu phải cặp nó lên sau đó lại dùng cổ mà treo thậm chí dùng cả lưng để vác mắt thấy bộ phận nào có thể mang đồ diệp thu đều dùng hết rồi cả người như một quầy hàng di động trên người treo đầy các loại hàng hóa từ xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hai chân diệp thu cơ bản là không nhìn thấy nửa người trên Toàn bộ bị các túi lớn túi nhỏ che khuất rồi. Thế mà, Giang Thi Kỳ vẫn chưa thỏa thuê, cô ấy đang trong tình trạng muốn đem cả cái trung tâm thương mại về nhà. Diệp Thu không chú ý một cái. Cô lại ôm một con gấu bông cao bằng người từ cửa hàng bên cạnh, rồi ném nó tới trước mặt Diệp Thu, "Này, bê cả cái này lên đi." Diệp Thu thấy vậy, cũng hết nói nổi rồi. Thực ra từ lúc vừa vào trung tâm thương mại, anh đã biết cô nhóc này kìm nén hỏng rồi vốn dĩ anh không muốn vạch trần, nhưng không ngờ cô nhóc này lại ngày càng táo tợn. Vì thế, Diệp Thu thả những đồ trong tay xuống dưới đất, chỉ vào con gấu lớn trên mặt đất, bạn nhỏ, cái này, hơi quá đáng rồi đấy. Nghe vậy, đáy lòng Giang Thi Kỳ hưng phấn đến phát điên. Bởi vì cuối cùng Diệp Thu đã không nhịn được nữa, kế hoạch của cô sắp đạt được rồi. Sao nào? Lưng không động được nữa rồi. Tôi thấy anh thật là vô dụng, sách tí đồ thế này cũng không sách được, sao anh không biết ngượng mà đi cùng con gái đi dạo phố vậy? Giang Thi Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thu, cố ý thêm dầu vào lửa nói. Nếu là một người đàn ông bình thường, hơn nữa phải sách nhiều đồ thế này, vốn một bụng hỏa, chắc chắn sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Nhưng Diệp Thu lại biết cô nhóc này vốn đã có ý xấu, khẽ nhếch khóe miệng, cũng không tức giận. Anh cười nhạt nói, tất nhiên là không phải, em cứ tận tình mua, tôi bảo đảm sẽ mang hết về nhà cho em. Nói xong, Diệp Thu trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho công ty chuyển nhà, hơn nữa còn nói với đối phương vị trí của cửa hàng, để cho bọn họ tùy thời chuẩn bị phái người tới chuyển đồ. Làm xong hết thảy, Diệp Thu nhìn về phía Giang Thi Kỳ, mỉm cười nói, em cứ mua tận tình, cho dù có mua hết sạch cửa hàng ở trung tâm thương tâm mại cũng được, làm sao chuyển về nhà, em không cần bận tâm, em mua bao nhiêu, anh rể sẽ giúp em mang về nhà bấy nhiêu. Anh? Giang Thi Kỳ không ngờ Diệp Thu còn có chiêu này tức đến chừng mắt. Nhưng vào lúc này, điện thoại của cô rung lên. Cầm ra xem, ngân hàng gửi tin nhắn tới, hiển thị số tiền trên thẻ chỉ còn lại vài đồng. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ của Giang Thi Kỳ biến sắc. Mặc dù cô cũng là một phú nhị đại, mỗi tháng cũng được một số tiền tiêu vặt xa xỉ. Nhưng vừa nãy vào trung tâm thương mại, cô cũng không nghĩ nhiều, vì để ép Diệp Thu tức giận, nhìn thấy cái gì liền mua cái đó. Bất chi bất giác, thế mà cô đã tiêu hết tiền tiêu vặt của một tháng rồi. Tháng này vẫn còn nửa tháng nữa, ba mẹ lại đi công tác ở nước ngoài rồi, không có cách nào tìm họ xin tiền. Phải làm thế nào bây giờ? Trong lúc nhất thời, Giang Thi Kỳ rất buồn giàu. Hửm, hết tiền rồi à? Diệp Thu liếc mắt nhìn màn hình điện thoại của Giang Thi Kỳ, nhếch miệng cười nói. Hừ, không liên quan tới anh. Giang Thi Kỳ hừ một tiếng, lườm Diệp Thu một cái, rất tức giận rõ ràng lần này cô đã tự lấy đá đập chân mình rồi tiêu hết bao nhiêu tiền chẳng những không bước được diệp thu ngược lại còn đẩy mình vào tình cảnh hết tiền nghèo túng điều này làm giang thi kỳ càng nghĩ càng giận được được mình nhất định phải nghĩ cách trả lại cơn tức này nghĩ tới đây giang thi kỳ bắt đầu suy nghĩ trong đầu xem kế tiếp nên trả thù diệp thu thế nào đứng lại cậu không được đi nhưng đúng lúc này một tiếng gọi cực kỳ thống khổ truyền tới ở bên cạnh nghe tiếng giang thi kỳ và diệp thu đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa có một ông cụ nằm trên sàn nhà khuôn mặt đau đớn mà bên cạnh ông lão chỉ có một chàng trai trẻ tuổi nhuộm lông xanh mặc áo may ô con bò giờ phút này ông lão đó đang liều mạng dùng tay ôm chặt chân phải của chàng trai trẻ không để cho chàng trai trẻ đi còn chàng trai trẻ đang không ngừng tính toán để rút chân phải ra khỏi tay ông lão. Một cảnh này, tất nhiên là đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người gần đó, ồn ào vây quanh. Giang Thi Kỳ cũng không ngoại lệ, lòng hiếu kỳ của cô gái nhỏ vẫn rất nặng. Thấy vậy, Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi theo qua đó. Trong đám người, ông lão thống khổ ôm chân phải của chàng trai trẻ, rồi nói với những người xung quanh, mọi người tới đây mà phân xử đi, người này vừa mới đụng ngã tôi không đỡ tôi thì thôi vậy mà còn đạp tôi mấy phát bây giờ còn muốn đi thế gian này còn có thiên lý nữa hay không mọi người nghe vậy đều nhìn về phía chàng trai trẻ mọi người đừng nghe ông lão này nói bừa ông ta là một kẻ chuyên đi ăn vạ đấy tôi vừa mới đi tới bên cạnh ông ta ông ta đã ngã xuống rồi cứ bắt tôi đền tiền chuyện như này mọi người gặp còn ít sao chàng trai trẻ thẳng thắn nói nghe nói vậy những người xung quanh đều gật đầu bởi vì quả thự là có rất nhiều kẻ ăn vạ như vậy vì thế trong lúc nhất thời gần như mọi người đều tin lời của chàng trai trẻ đứng về phía chàng trai trẻ ông lão này ông còn không mau đứng lên đi nơi này là trung tâm thương mại đều có camera ông ở đây ăn vả cũng không có ai tin đâu đúng thế chàng trai này nhìn cũng không giống người xấu sao có thể đụng vào ông rồi đạp ông chứ ông mau chóng đứng lên đi nếu không đợi lát nữa người ta báo cảnh sát thật, ông còn phải ở lại đồn cảnh sát mấy ngày đấy. Chấm 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 chấm, trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh ồn ào nghị luận, đa số đều chỉ trích ông lão, nói giúp chàng trai trẻ. Điều này làm chi chàng trai trẻ đầy đắc ý? Ai ya, à, đúng là không có thiên lý, tôi mới là người bị hại, tôi thật sự đã bị cậu ta xô ngã, nhưng các người lại còn nói giúp cho cậu ta, đây có còn thiên lý nữa hay không? Ông lão nằm trên đất khuôn mặt uất ức khóc nước nở nói. Thế nhưng, lại không có ai tin ông. Thật là biết diễn kịch, có kỹ xảo diễn này, đi diễn phim điện ảnh cũng sớm nổi tiếng đấy. Đúng thế, bây giờ kỹ thuật diễn xuất của người giả vờ bị đụng thật là tốt. Báo cảnh sát đi, tôi hận nhất là những người già rồi mà còn không nghiêm chỉnh như này. Chấm chấm chấm, mọi người tiếp tục chỉ trỏ nói. Thấy vậy, Diệp Thu nhíu mày. Anh quan sát tỉ mỉ ông lão một lúc, Đúng là trên người ông có mấy vết dấu chân. Lại nhìn biểu tình đau khổ trên mặt ông lão, chính xác không giống như đang giả vờ. Điểm này, Diệp Thu sẽ không nhìn nhầm. Như vậy thì xem ra, người nói dối, rất có khả năng không phải là ông lão mà là chàng trai trẻ kia. Nghĩ tới đây, Diệp Thu đang chuẩn bị lên tiếng nói hai câu. Nhưng đúng lúc này, Giang Thi Kỳ lại quăng túi sách, vọt lên trước, hét to với đám người, "Các người đều im miệng hết cho tôi!" Một tiếng này, làm cho mọi người ở đây đều sửng sốt. chương 10, các người là một nhóm. Rõ ràng, sự xuất hiện đột ngột của Giang Thi Kỳ làm cho những người ở đây hơi bất ngờ. Còn không đợi mọi người phản ứng kịp. Chỉ thấy Giang Thi Kỳ hung hăng chừng mắt nhìn những người đó, không nể mặt tí nào nói, mắt của các người đã mọi đến đỉnh đầu chưa. Nhìn dáng vẻ của ông lão, giống đang giả vờ sao. Hừ, ông ta không giả vờ, sao mà cô biết được. Chàng trai trẻ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không phục nói. Bởi vì tôi học y từ nhỏ, nhà tôi từ ông nội tôi đến bố tôi đều là bác sĩ, nếu không tin, tôi có thể báo tên, cứ việc thăm đó. Còn về việc ông lão này có giả vờ hay không, tôi liếc mắt một cái là nhận ra. Giang Thi Kỳ hung hăng chừng mắt nhìn chàng trai trẻ, lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, xác thực là làm cho những người có mặt ở đây sừng sốt lời của một người xuất thân từ gia đình học y nói ra khá có uy tín điều này làm cho những người vốn nghiêng về phía chàng trai trẻ bắt đầu trở nên do dự còn chàng trai trẻ thấy tình hình không ổn cũng sốt ruột rồi vội vàng vặn lại nói học y thì sao hả chẳng nhẽ học y thì sẽ không khám sai chắc ông lão này rõ ràng là đang diễn kịch cô cũng bị ông ta lừa rồi nói tới đây chàng trai trẻ trợn tròn mắt trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt sau đó chế nhạo nói hay là ngay từ đầu cô đã cùng một nhóm với ông ta đúng không có phải hai người các người thông đồng với nhau đi ra giả vờ bị đụng rồi ăn vạ đúng không băng nhóm phạm tội chàng trai trẻ vừa nói ra lời này mọi người đều nhìn về phía giang thi kỳ ánh mắt tràn ngập nghi ngờ anh nói láo chúng tôi không phải là một nhóm giang thi kỳ trừng mắt tức giận nói thế cô chứng minh thế nào đây khóe miệng chàng trai trẻ khẽ nhếch cười lạnh hỏi ngược lại lần này đến lượt giang thi kỳ sốt ruột rồi đối mặt với chất vấn của chàng trai trẻ cùng ánh mắt nghi ngờ của mọi người nhất thời cô không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng rõ ràng cô cũng không ngờ chàng trai trẻ bất ngờ trả đũa cô còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm tôi tôi trong lúc nhất thời giang thi kỳ không biết phải làm sao nôn nóng không biết nói gì mới ổn cô cái gì cô giải thích đi vừa nãy không phải là hùng hồn lắm à? Chẳng phải là học y sao? Sao không nói nữa thế? Tôi thấy cô chính là đồng bọn của ông lão này, bị tôi nói chúng, trột dạ rồi à? Chàng trai trẻ lạnh lùng cười, khuôn mặt đắc y nói. Anh! Giang thi ký thức đến trợn tròn mắt, nhưng lại không biết phản bác lại chàng trai trẻ thế nào. Tôi làm sao? Đừng có mà chừng mắt, có bản lĩnh thì cô chứng minh cho tôi xem, nếu không hai người các cô chính là đồng bọn. Gương mặt chàng trai trẻ đắc ý, tiếp tục rêu rao nói. Điều này làm Giang Thi Kỳ tức điên cả người, nhưng lại không làm sao được. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn đi tới bên cạnh Giang Thi Kỳ. Chính là Diệp Thu. "Anh?" Giang Thi Kỳ sững sờ, đang định hỏi Diệp Thi muốn làm gì. "Suỵt." Diệp Thu dùng tay ra hiệu đừng nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Giang Thi Kỳ, mỉm cười nói, "Giao cho tôi." nói xong diệp thu không cho giang thi kỳ cơ hội từ chối trực tiếp kéo giang thi kỳ ra sau lưng mình này chuyện của tôi không cần anh lo giang thi kỳ lườm diệp thu lạnh giọng nói diệp thu không để ý đến giang thi kỳ còn nhìn sang chàng trai trẻ khẽ nhếch khóe miệng thản nhiên nói cậu nói không sai bác sĩ cũng sẽ làm lỗi nhưng tôi nghĩ nó chắc là không đâu nói xong diệp thu nâng tay chỉ về chiếc camera giám sát trên đỉnh đầu mọi người Tràng trai trẻ thấy vậy, cũng ngẩng đầu nhìn. Cậu ta lúc đầu còn đang đắc ý, nháy mắt sắc mặt đã thay đổi. Bởi vì chiếc camera giám sát nằm ở chỗ đối diện với cậu ta và ông lão. Cũng có nghĩa là tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra, camera giám sát đều đã ghi lại rõ ràng. Điều này làm cho chàng trai trẻ không khỏi hỏng hốt, bởi vì sự thật là cậu ta đã đụng vào ông lão, sau đó lại còn rất hỗn láo mà đạp ông lão mấy cái nữa cậu ta vốn nghĩ rằng không có ai chú ý có thể thoát được không ngờ lại bị camera giám sát quay lại toàn bộ cậu ta vốn còn nắm chắc thắng lợi trong tay nhất thời luống cuống sao không nói gì nữa vậy nếu cậu vẫn một mực chắc chắn ông lão này giả vờ giả vờ bị đụng để lấy tiền như lời cậu nói thế thì chúng ta lập tức đi xem băng ghi hình của camera tôi nghĩ nó sẽ không xử oan cho người tốt nhưng cũng tuyệt đối không tha cho người xấu diệp thu nhìn chàng trai đã bắt đầu đổ mồ hôi trên trán cười lạnh nói tôi tôi không đi chàng trai trẻ hoảng sợ sắc mặt khó coi nói không đi vậy cũng không phải do cậu quyết bây giờ trước mặt cậu có hai con đường hoặc là công tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát kiểm tra camera hoặc là riêng cậu xin lỗi ông lão này ngoài ra bồi thường tiền thuốc men cậu tự chọn đi diệp thu nhìn chàng trai trẻ bình thản nói nói xong anh lấy di động ra, hơn nữa ấn dãy số 110. Cảnh này làm cho Giang Thi Kỳ cực kỳ đắc ý. Cô không ngờ, người anh rể vô dụng của mình, lúc này thế mà lại trượng nghĩa như vậy, hơn nữa cực đủ thủ đoạn. Điều này đã cải thiện ấn tượng của cô về Diệp Thu. Chàng trai trẻ thấy Diệp Thu sắp ấn nút gọi báo cảnh sát, trong mắt cũng hơi sợ sệt. Sau đó cậu ta cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Diệp Thu, hung tợn nói, "Được, thằng kia, coi như anh giỏi." hôm nay ông đây nhận thua, nhưng mà chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, chàng trai trẻ lấy ví tiền từ trong túi áo ra, rút ra năm tới trăm tệ, quăng lên người ông lão, hung hăng nói, lão già kia, xin lỗi, tiểu gia thưởng cho ông tiền thuốc men, cầm lấy, có bản lĩnh ông cứ từ từ tiêu. Ngay sau đó, chàng trai trẻ hung hăng rút chân mình từ trong ngực ông lão ra, sau đó chừng mắt nhìn Giang Thi Kỳ và Diệp Thi, hung ác đe dọa nói, tôi nhớ kỹ hai người rồi đấy, cứ chờ đấy cho tôi nói xong chàng trai trẻ hung hăng lườm hai người một cái nữa rồi xoay người bước nhanh ra khỏi đám người chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu nhìn theo phương hướng chàng trai trẻ rời đi diệp thu híp hai mắt ánh mắt của chàng trai trẻ trước khi đi cùng với trực giác nói cho anh biết chuyện ngày hôm nay có lẽ sẽ không giải quyết đơn giản như vậy sau khi chàng trai trẻ kia đi rồi mọi người vây xem cũng biết mình đã trách nhầm ông cụ hơn nữa rất nhiều người còn châm biếm ông lão vì thế bọn họ cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại ào ào tản đi chẳng mấy chốc không còn thừa một ai ông à ông không sao chứ giang thi kỳ vội vàng đi lên trước đỡ ông cụ từ trên đất đứng dậy tôi không sao cảm ơn cháu a cô gái ông lão khoát tay khuôn mặt cảm kích nói không có gì đây là chuyện nên làm ạ à. nói xong giang thi kỳ khom người nhặt tiền ở trên mặt đất lên nhét vào tay ông lão, ông cầm lấy tiền đi, đây là tiền mà ông đáng được bồi thường. Ông về rồi đi bệnh viện kiểm tra một lát, đừng để lại mầm bệnh. Cảm ơn các cháu rất nhiều, bây giờ người tốt giống như các cháu thật sự là không còn nhiều. Ông lão nhìn số tiền trong tay, lại nhìn Diệp Thu và Giang Thi Kỳ, khuôn mặt cảm động khóc lên. Audio điện tử võ tấn bền Chương 11, tôi là anh rể của em ấy sau khi tiến ông lão đi. Giang Thi Kỳ mới quay người nhìn Diệp Thu, hàm răng khẽ cắn lên bờ môi đỏ mọng, do dự nửa ngày, cô hơi xấu hổ nói, "Cái kia, khụ khụ, cảm ơn anh vừa nãy đi đứng ra giúp tôi." "Đều là người một nhà, nên làm thôi." Diệp Thu khoát tay, cười nhạt nói, "Ai là người một nhà với anh a, à? tôi vẫn chưa chấp nhận anh đâu." Giang Thi Kỳ liếc Diệp Thu một cái, tức giận nói, "Chuyện sớm muộn thôi." Diệp Thu mỉm cười nói, "Xì." muốn tôi chấp nhận anh là anh dễ ư tiếp sau đi giang thi kỳ bĩu môi kiêu ngạo nói thế nhưng mặc dù ngoài miệng cô nói vậy nhưng bởi vì chuyện vừa nãy ấn tượng của cô về diệp thu đã thay đổi được một ít ít nhất thì không còn ghét như lần đầu gặp mặt nữa đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác hoặc là ngay cả bản thân giang thi kỳ cũng không nhận ra tiếp sau đó hai người đi dạo trong trung tâm thương mại một lát bởi vì bản thân đã hết tiền, không làm khó Diệp Thu được nữa. Chẳng bao lâu, Giang Thi Kỳ đã không muốn đi dạo nữa, gọi Diệp Thu rồi tính về nhà. Nhưng mà, ngay khi hai người sắp đi tới cửa thang máy, Thi Kỳ bất chợt, một giọng nam từ tính vang lên phía sau hai người. Giang Thi Kỳ sửng sốt, xoay người nhìn ra sau, chỉ thấy một nam sinh cao to đẹp trai đang bước nhanh tới chỗ này. Thấy vậy, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thi Kỳ cũng hơi mỉm cười. Bởi vì nam sinh đẹp trai này, cô quen, chính là bạn ngồi cùng bàn với cô, Dương Hạo. Người này là một phú nhị đại, nhà làm bất động sản, rất là giàu. Thêm nữa là cậu rất đẹp trai, nói chuyện cũng khá dí dỏm, ở trường cậu cực kỳ được các bạn nữ chào đón. Nhưng mà, từ trước tới nay Dương Hạo chưa từng đồng ý với bất kỳ lời tỏ tình của bạn nữ nào. Bởi vì cậu vẫn luôn theo đuổi Giang Thi Kỳ. Đối với cậu, Giang Thi Kỳ cũng không phản cảm, cô chỉ cảm thấy quan hệ của hai người không đến được mức đó, cô vẫn luôn coi Dương Hạo là bạn bè. Dương Hạo, sao cậu lại ở đây? Giang Thi Kỳ nhìn Dương Hạo, mỉm cười hỏi. Rảnh rỗi không có việc gì làm, mình tới đi dạo. Dương Hạo mỉm cười, đang định hỏi tại sao Giang Thi Kỳ cũng ở đây. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt anh lại nhìn thấy Diệp Thu sách túi lớn túi nhỏ bên cạnh Giang Thi Kỳ, sắc mặt dương hạo nháy mắt trở nên khó coi hiển nhiên cậu đã coi diệp thu trở thành bạn trai của giang thi kỳ rồi dương hạo hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại chỉ vào diệp thu bên cạnh nhìn giang thi kỳ hỏi thi kỳ đây không phải là bạn trai cậu đấy chứ giang thi kỳ nháy mắt đỏ mặt trợn mắt nhìn dương hạo tức giận nói dương hạo cậu nói bừa gì vậy anh ấy không phải nghe thấy vậy dương hạo lập tức thở dài nhẹ nhõm sau đó hỏi thử, thế anh ấy là? Tôi là anh rể em ấy." Diệp Thu thản nhiên nói. "Nói bậy, ai nhận anh làm anh rể?" Giang Thi Kỳ trừng mắt nhìn Diệp Thu. "Điều anh nói là sự thật, anh và chị em đã lĩnh giấy kết hôn rồi, bọn anh được sự bảo vệ của pháp luật." Diệp Thu nhún vai, thản nhiên nói. "Như thế tôi cũng không chấp nhận, hừ." Giang Thi Kỳ hừ lạnh nói. Nói xong, Giang Thi Kỳ quay đầu nhìn về phía Dương Hạo ngược lại dương hảo cậu mặc kệ anh ta chúng ta nói chuyện của chúng ta đi ừ được dương hảo gật đầu nếu đã biết đây không phải là bạn trai của giang thi kỳ thế thì cậu cũng yên tâm rồi thi kỳ bây giờ cậu tính đi đâu chưa dương hảo nhìn giang thi kỳ hỏi tớ vẫn chưa biết cảm thấy đi dạo phố hơi chán chuẩn bị về nhà giang thi kỳ cong cong cái miệng nhỏ nhắn nói đi dạo phố khá là chán mình sung không muốn đi dạo nữa, hay thế này đi, đợi lát nữa mình hẹn vương chiết lưu tuệ chúng ta đi cây tivi chơi thế nào? dương hạo thử hỏi cây tivi giang thi kỳ nhíu mày đúng a à, thiên hậu hoàng thành cây tivi là cây tivi tốt nhất giang bắc ba mình có hội viên ở đó có thể đặt một phòng lớn cậu có hứng thú không? dù sao về nhà rảnh rỗi cũng không có gì làm dương hạo tiếp tục dụ dỗ giang thi kỳ suy nghĩ một lát sau đó gật đầu đồng ý nói được nhưng mình không được chơi quá muộn nếu không chị mình biết chắc chắn sẽ tức giận dương hạo thấy giang thi kỳ đã đồng ý cậu cũng kích động lắm vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói không vấn đề gì cậu yên tâm đi đợi đến giờ mình sẽ đích thân đưa cậu về nhà bây bây giờ chúng ta xuất phát luôn à đi thế nào a à? giang thi kỳ nghi hoặc nói đi xe của mình để ngay ở hầm gửi xe của trung tâm thương mại Dương Hảo móc ra một chiếc chìa khóa của chiếc Cayenne Porsche, quơ quơ trước mặt Giang Thi Kỳ và Diệp Thu khoe khoang. Được. Giang Thi Kỳ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thu nói, anh về nhà đi, tôi đi chơi với bạn. Không được, chị em đã nói rồi, bảo tôi đi cùng em một tấc không rời. Diệp Thu lắc đầu. Đi cùng tôi làm gì? Tôi lại chẳng gặp nguy hiểm gì, anh mau về nhà đi. Giang Thi Kỳ liếc Diệp Thu một cái. Cô mới không cần Diệp Thu đi cùng, nếu để các bạn học khác biết được, thế thì cô xấu hổ chết mất. Anh không đi cũng được, nhưng chuyện này anh phải báo cáo với chị em. Nói xong, Diệp Thu lại lấy chiếc di động của mình ra, chuẩn bị gọi cho Lâm Thanh Nhã. Thấy vậy, sắc mặt Giang Thi Kỳ chợt thay đổi. Nếu để chị mình biết chuyện, vậy thì chắc chắn là mình không được đi nữa. Nghĩ tới đây, Giang Thi Kỳ vội vàng ngăn Diệp Thu lại khuôn mặt bất đắc dĩ nói được 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 tôi để anh đi cùng được chưa nhưng mà anh đến đó rồi không có sự cho phép của tôi thì không được nói lung tung tốt nhất là không nói gì được diệp thu thản nhiên nói thấy vậy giang thi kỳ bất lực lắc đầu quay sang nhìn dương hảo chúng ta đi thôi dương hảo gật đầu sau đó ba cùng nhau đi tới bãi đỗ xe đi tới bãi đỗ xe cách một đoạn đã nhìn thấy chiếc Cayenne Porsche màu lam đang đỗ ở đó. Dương Hảo chỉ vào chiếc Cayenne Porsche, quay đầu nhìn Giang Thi Kỳ, vẻ mặt đắc ý nói, này, kia là xe của mình đó, thế nào, cũng được đúng không? Sinh nhật vừa qua, ba mình mới mua cho mình. Ừ, được đấy. Giang Thi Kỳ mỉm cười. Có được sự khích lệ của Giang Thi Kỳ. Dương Hảo rất vui, ấn chìa khóa xe một cái, liền muốn dẫn Giang Thi Kỳ và Diệp Thu đi qua. Thế nhưng, đúng lúc này chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn độn vang lên ngay sau đó từ đằng sau một chiếc xe van đậu gần đó bốn người đàn ông bất ngờ lao ra bọn họ cười ác độc trực tiếp xông đến trước mặt ba người ngăn cản đường đi của ba người cảnh này làm cho khuôn mặt dương hạo và giang thi kỳ biến sắc mà ngay lúc này đằng sau chiếc xe van lại có một bóng người đi ra sau khi giang thi kỳ nhìn rõ bóng người đó cả người giật mình. Diệp Thu cũng nhíu mày, bởi vì dáng người kia không phải ai khác, chính là chàng trai trẻ lông xanh đã đụng phải ông lão trong trung tâm thương mại trước đó, chương 12, đúng là một kẻ hèn. Ha ha ha, không ngờ đúng không, chúng ta lại gặp nhau nhanh thế này. Chàng trai lông xanh đắc ý nhếch miệng cười lạnh, đi tới trước mặt Giang Thi Kỳ. Sao anh lại ở đây? Khuôn mặt nhỏ của Giang Thi Kỳ biến sắc, lạnh giọng hỏi bởi vì tôi chưa có rời đi cô bé tôi đã ở đây đợi mấy người lâu lắm rồi đấy trước trung tâm thương mại dám làm tôi chịu thiệt lớn như vậy hôm nay tôi sẽ khiến cô còn cả thằng kia phải trả giá đắt chàng trai lông xanh trừng mắt nhìn giang thi kỳ và diệp thu hung ác nói nói rồi hắn quay đầu nhìn về phía dương hạo bên cạnh giang thi kỳ lạnh lùng nói nhóc con chuyện này không liên quan đến cậu nếu thức thời thì mau cút đi nếu không hôm nay tiểu gia ta sẽ khiến cậu bỏ ra khỏi đây đấy. Thi Kỳ, có chuyện gì vậy? Dương Hạo nhíu mày, quay đầu nhìn Giang Thi Kỳ, nghi hoặc nói. Nghe vậy, Giang Thi Kỳ nói qua chuyện ở trung tâm thương mại trước đó cho Dương Hạo. Mà bây giờ, chàng trai lông xanh đã tuyên bố là dẫn người tới báo thù. Nghe Giang Thi Kỳ kể xong, Dương Hạo chẳng những không sợ sệt, ngược lại còn cực kỳ hưng phấn. Anh hùng cứu mỹ nhân đây là cơ hội lớn để thể hiện trước mặt giang thi kỳ a cậu cảm thấy hôm nay chàng trai lông xanh này tới quá đúng lúc bản thân đã khổ luyện trong lớp taekwondo một năm hôm nay cuối cùng đã có thể phát huy tác dụng rồi chỉ thấy dương hảo tiến lên trước một bước bảo vệ giang thi kỳ ở sau lưng sau đó nhìn đám người chàng trai lông xanh gương mặt khinh thường nói hóa ra là mấy tên bụi đời à nếu thức thời thì mau cút khỏi mắt bổn thiếu nếu không đừng trách bổn thiếu không khách khí Lời nói này của Dương Hạo không chỉ là Giang Thi Kỳ sửng sốt, mà đám người của chàng trai lông xanh cũng giật mình. Ha 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 ha. Tiếp theo đó, tiếng cười châm chọc vang vọng khắp bãi đỗ xe. Chàng trai lông xanh ôm bụng của mình, nhìn Dương Hạo, vẻ mặt khinh thường, cười nhạo nói, nhóc con, có phải mày đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi đúng không? Thế nào, chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân à? cũng không nhìn lại xem mình là cái đức hạnh gì, mày có tin thiếu ra đây đánh cho mày ra cứt không? Có bản lĩnh thì ra tay đi, nếu không thì cút xéo cho bản thiếu ra, đừng có ở đây cản đường của bản thiếu. Dương Hạo trừng mắt nhìn chàng trai lông xanh, nói xong bày ra một tư thế quyền đạo cơ bản. Ngay sau đó, cậu đá một cái lưu hải, quay đầu nhìn về phía Giang Thi Kỳ, khóe miệng nhếch lên nụ cười đẹp trai, Thi Kỳ đừng sợ, mình từng học taekwondo, hôm nay hãy để mình bảo vệ cậu. Cậu phải cẩn thận đấy, bọn họ nhiều người." Giang Thi Kỳ lo lắng nói. "Yên tâm, một đám trai trai mà thôi, không đủ cho mình đánh." Dương Hạo nhếch khóe miệng, cực kỳ tự tin nói. Nói xong, cậu quay đầu nhìn chàng trai lông xanh, cười lạnh nói, "Này, nhóm kia, ra tay đi. Mày tự tìm chết đấy." Chàng trai lông xanh trầm mặt, khoát tay với bốn người đàn ông phía sau, nói, "Các anh em, lên cho tôi, đánh cậu ta ra cứt cho tôi." vâng bốn người đàn ông gật đầu sau đó như ong vỡ tổ xông vào dương hảo dương hảo thấy vậy cũng không hề sợ hãi nghênh đón trực diện chẳng mấy chốc hai bên đã xông vào đánh nhau không thể không nói dương hảo không hổ là đã từng học võ đánh cùng lúc với bốn người thế mà không rơi vào thế hạ phong chút nào anh vừa dùng tay bảo vệ chỗ yếu hại vừa dùng hai chân tấn công trong thời gian ngắn đã đánh ngang tay với bốn người kia thấy tình hình như vậy. Ánh mắt Giang Thi Kỳ xoẹt qua một tia khách thường. Cô gái đều thích anh hùng, Giang Thi Kỳ cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Dương Hạo trong lòng cô đã là anh hùng. Xem anh hùng Dương Hạo chiến đấu, lại nhìn Diệp Thu thở ơ làm thinh bên cạnh. Giang Thi Kỳ không khỏi lắc đầu. Bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy, tranh lệch giữa đàn ông có lúc thật là quá lớn. Chị của mình là cô gái ưu tú như vậy, đời này lại tìm phải một người đàn ông hèn nhát như Diệp Thu, đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt châu. Nghĩ tới đây, Giang Thi Kỳ thở dài một hơi. Cục diện chiến đấu vẫn đang duy trì ở thế rằng co. Hai bên không ngừng rằng co. Chàng trai lông xanh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia rét lạnh, sau đó không nói hai lời, rút ra một con dao sắc bén, phẫn nộ quát tiểu ra ta đâm chết ngươi. Sứt lời, khuôn mặt dữ tợn của chàng trai lông xanh vọt đến chỗ Dương Hảo, Dương Hạo cẩn thận. Giang Thi Kỳ thấy vậy, khuôn mặt nhỏ chợt biến. Mà theo chàng trai lông xanh gia nhập trận đánh. Thì thế cân bằng ban đầu, nháy mắt bị phá vỡ. Đánh với bốn người đàn ông. Dương Hạo còn có thể chống đỡ được. Nhưng có thêm chàng trai lông xanh gia nhập, hơn nữa trong tay cậu ta còn cầm một con dao sắc bén. Dương Hạo nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Mặc dù mỗi lần chàng trai lông xanh cầm dao đâm tới, cậu đều miễn cưỡng né được nhưng trong lúc tránh né, bốn người đàn ông cũng cùng lúc tấn công cậu. Điều này làm cậu khó mà phòng bị. Phanh chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên. Sương Hạo bị một gã đàn ông trong đó đá lăn trên đất. Ba tên còn lại nhanh chóng công kích tới cùng. Sương Hạo vội vàng đứng dậy, khó khăn né tránh. Mặc dù mỗi lần cậu đều tránh thoát được, nhưng nếu cứ như này, sớm muộn gì cũng thua. Thấy vậy, Giang Thi Kỳ cũng lo lắm rồi. Cô muốn báo cảnh sát lại nhận ra điện thoại đã hết pin lúc này cô chợt nghĩ tới một người còn lại đang đứng bên cạnh mình đó là diệp thu nếu diệp thu có thể đi lên giúp dương hảo chắc chắn có thể giảm bớt áp lực cho dương hảo nghĩ tới đây giang thi kỳ vội vàng la lớn này diệp thu anh mau tới giúp dương hảo đi thế nhưng một tiếng đi qua giang thi kỳ lại phát hiện diệp thu còn chưa trả lời mình đã vội vã quay đầu nhìn vừa nhìn Giang Thi Kỳ đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Thu đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Trên mặt đất, túi lớn túi nhỏ rơi đầy đất. Còn Diệp Thu, không biết từ lúc nào đã trộm chuồn mất rồi. Giờ phút này anh đang chạy ra cửa của bãi đỗ xe, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. dáng vẻ đó, rõ ràng là bị dọa cho sợ mất mật rồi, làm kẻ đào ngũ. Thấy vậy, Giang Thi Kỳ trợn trừng mắt, trong lòng gào một chữ hận a Thế nào là kẻ hèn nhát? đây chính là kẻ hèn nhát a à. dương hạo người ta đang chiến đấu anh dũng ở phía trước còn diệp thu thì sao đồ đạc vứt đấy bỏ chạy một mình sao chị mình lại tìm phải một người đàn ông hèn nhát như này chứ bất quá anh không được coi là đàn ông đi giây phút này trong lòng giang thi kỳ đã chán ghét diệp thu tới cực điểm hào cảm lúc trước đó nháy mắt tan sạch thậm chí còn ghét hơn cả lần đầu gặp mặt Diệp Thu không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của Giang Thi Kỳ phía sau, mà chạy hết tốc lực ra cửa bãi đỗ xe. Về phần đám người chàng trai lông xanh trong bãi đỗ xe. Thực lực quá yếu, căn bản không đáng để anh ra tay. Mặc dù Dương Hảo cũng chưa kêu gào, nhưng tạm thời ngăn cản mấy người đó thì vẫn không có vấn đề. Còn Diệp Thu, hiện tại đang có một việc quan trọng hơn cần anh đi làm. chương 13, cô ấy được tôi che chở. Diệp Thu chạy ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất. Vừa tới cửa bãi đỗ xe. Nói đến cũng thật khéo. Đúng lúc này, một chiếc van màu trắng đang đi vào cửa của bãi đỗ xe. Thấy vậy, Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó chính diện nghinh đón. Tài xế lái chiếc xe van màu trắng nhanh chóng chú ý tới Diệp Thu, vội vàng đạp phanh, dừng xe lại. Mà lúc này, đầu xe van màu trắng cách Diệp Thu còn chưa tới một thước. Con mẹ nó, muốn chết à? mau cút ra đừng có mà cản đường lái xe vươn đầu ra hung hăng lườm diệp thu tức giận mắng to nếu đã vậy thế thì xuống xe hết đi diệp thu đứng yên sắc mặt lạnh nhạt nói lời này vừa nói ra sắc mặt của tài xế xe van thay đổi sau đó quay đầu nhỏ giọng nói thầm hai câu với trong xe ngay sau đó cửa sau của chiếc xe mở ra năm người đàn ông mặc áo đen liên tiếp nhảy ra năm người đàn ông này cường tráng hơn mấy người đàn ông lông xanh kia nhiều. Cơ bắp trên người cuồn cuộn, nắm tay đầy vết chai, cờ thấy là biết thực lực không tầm thường, là loại đã trải trăm trận đánh. Nếu để Dương Hạo đánh với bọn họ, đừng nói là toàn bộ, có khi một người đã quá sức rồi. Diệp Thu quét mắt nhìn năm tên này, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt hỏi, "Các người từ đâu tới đây? Không phải là cùng một nhóm với mấy tên tôm tép nhãi nhép trong kia đấy chứ?" Nghe những lời này, năm người đàn ông sửng sốt, liếc nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thấy vậy, Diệp Thu đã có được đáp án mình muốn rồi. Nhìn mấy người này, với đám đàn ông lông xanh chắc là hai nhóm người rồi. Nhưng, mục tiêu của bọn họ là giống nhau, đó là Giang Thi Kỳ, nhóc con, rốt của cậu là ai? Tại sao lại chặn đường đi của chúng tôi? Lúc này, một người đàn ông trong đó liếc nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu bây giờ các người muốn đi vào ra tay với giang thi kỳ thế thì phải đi qua cửa của tôi trước đã diệp thu khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt nói lời này vừa nói ra sắc mặt của năm người đàn ông thay đổi rõ ràng bọn họ vô cùng kinh ngạc làm sao mà diệp thu có thể biết được nhiệm vụ của bọn họ lần hành động này vô cùng bí mật những người đàn ông này liếc mắt nhìn nhau gật đầu sau đó người đàn ông đi đầu nhìn về phía diệp thu trong mắt là hàn quang, lạnh giọng nói, chàng trai, cậu biết quá nhiều rồi đấy. Ồ, sao nào? Giết tôi diệt khẩu sao? Diệp Thu nghiền ngẫm hỏi. Cậu nói đúng rồi. Người đàn ông cầm đầu liếc mắt, sau đó rút ra một con dao từ trong túi, đâm về phía Diệp Thu. Một loạt động tác cực kỳ trôi chảy, tốc độ giống như mây bay nước chảy vậy. Có thể thấy người đàn ông cầm đầu đã làm như thế rất nhiều lần trước đó. Giờ phút này, khoảng cách giữa hai người chưa đến một mét. Nếu là người bình thường, xác định là không tránh được. Chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang hiện lên. Ngay lúc người đàn ông nghĩ rằng mình có thể một dao đâm chết Diệp Thu. Thì Diệp Thu vốn còn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất ngờ biến mất ngay tại chỗ. Điều này làm cho người đàn ông cầm đầu sửng sốt. Cậu quá chậm. Ngay tại lúc này, một giọng nói không có một chút tình cảm nào vang lên bên tai người đàn ông người đàn ông cầm đầu cả kinh sau đó định vung dao đâm về phía phát ra âm thanh nhưng lúc đó anh ta lại chợt phát hiện con dao trong tay mình không biết đã biến mất từ lúc nào giờ phút này trong tay trống trơn không để người cầm đầu phản ứng xem là có chuyện gì chiếc cổ chợt truyền tới một trận hàn ý dày đặc cúi đầu nhìn người đàn ông cầm đầu lạnh cả người bởi vì con dao của anh ta giờ phút này đã bị một bàn tay lạ nắm mà lưỡi dao đang đặt trên cổ anh ta. Lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia, chính là Diệp Thu. Cậu, sắc mặt của tên cầm đầu đại biến, vừa định hỏi sao Diệp Thu lại làm được như vậy. Nhưng, Diệp Thu cơ bản không cho anh ta cơ hội, vung dao, đâm xuyên qua yết hầu của người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông cầm đầu nháy mắt thay đổi, sức sống của anh ta bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Mà đặc biệt thần kỳ là mặc dù yết hầu của người đàn ông cầm đầu bị con dao sắc bén xuyên thủng, nhưng không có một giọt máu chảy ra. Cứ như vậy, người đàn ông cầm đầu kịch liệt co giật xong, đã hoàn toàn không còn thở, thi thể ngã xuống đất. Mà việc này từ khi xảy ra đến khi kết thúc, chỉ trong vòng mấy hơi thở mà thôi. Bốn người đàn ông còn lại ngây ngốc đứng tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện ra. Thế nhưng, bọn họ cũng không thể phản ứng lại được nữa sau khi giải quyết xong tên cầm đầu diệp thu tay cầm dao hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng về phía bốn người đàn ông phanh 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 chỉ nghe thấy bốn âm thanh vang lên lại là bốn thi thể ngã xuống đất giống với người đàn ông cầm đầu miệng vết thương của bọn họ cũng không có một giọt máu chảy ra diệp thu cầm con dao đi tới cửa sổ phía trước của tài xế mà lúc này tài xế lái xe làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo hung hăng càn quấy như lúc trước cả người sớm đã sợ đến tê liệt rồi cái mông ngồi trên ghế lái đã bị một bãi chất lỏng màu vàng thấm ướt đừng đừng giết tôi cầu xin cậu đừng giết tôi khuôn mặt tài xế xe van kinh hoàng nhìn diệp thu run lẩy bảy cầu xin tham mạng diệp thu khẽ nhếch khóe miệng đăng con dao cho tài xế lái xe sau đó xoay người một tay một người ném năm thi thể lên trên xe hơn nữa còn đóng cửa xe lại sau khi làm xong hết thảy mọi chuyện diệp thu mới đi tới bên cửa sổ của tài xế nhìn người lái xe thản nhiên nói đường cũ trở về tiện thể giúp tôi chuyển lời tới ông chủ của các người tôi mặc kệ trước kia giữa hắn ta và giang thi kỳ có ân oán gì từ giờ trở đi diệp thu tôi chính là anh rể của giang thi kỳ cô ấy được tôi bảo vệ cách xa cô ấy ra nếu không hậu quả tự chịu nghe rõ chưa Nghe, nghe rõ rồi à. Tài xế lái xe vội vàng gật đầu. Tốt lắm, cút đi. Diệp thu thản nhiên nói. Nghe được câu này, tài xế lái xe như được đại xá, vội vàng quay đầu, một cước đạp xuống chân ga bỏ chạy. Vào lúc này, gã ta hận không thể biến xe van trở thành xe thể thao, chạy được liền chạy mau. Nhìn theo chiếc xe đang bỏ chạy cực nhanh. Diệp Thi nhách khóe miệng, rồi rút ra điện thoại của mình. Mở khóa màn hình. Trên màn hình có một tin nhắn. Nội dung của tin nhắn là có người muốn hạ thủ với Giang Thi Kỳ, xe van màu trắng, biển số xe 7XS63, lập tới sắp tới. Mà tin nhắn này chính là thủ hạ của Diệp Thu đã gửi cho anh vào mấy phút trước. Anh nhìn thấy tin nhắn này mới chạy thẳng ra đây. Dù sao thì hình ảnh máu tanh này, anh vẫn không muốn để cô nhóc Giang Thi Kỳ kia nhìn thấy. Ngộ nhớ dọa cô nhóc Giang Thi Kỳ kia sau này mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Thế thì mình sẽ không ăn nói được với bà xã mình. Xóa tin nhắn, Diệp Thu lại ấn vào số điện thoại vừa gửi tin nhắn kia, bấm máy. Chưa đến 2 giây, điện thoại đã được bắt máy. Vương, là ngầu sao? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp và khàn khàn. Ừ, đám người đó tôi đã giải quyết xong rồi, giúp tôi điều tra xem người đứng sau bọn họ là ai, tiện thể giúp tôi điều tra một chút ân oán giữa bọn họ và Giang Thi Kỳ. Diệp Thu bình thản nói. Vâng, tôi đi làm ngay. Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy. Diệp Thu cất điện thoại, hoạt động cái cổ một chút, sau đó xoay người đi xuống bãi đỗ xe. chương 14, Thiên Hậu Hoàng Thành cây tivi Trở lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Khi Diệp Thu nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh cũng khá ngạc nhiên. Lúc này... Đám người của người đàn ông lông xanh đều ngã xuống đất, đau đớn kêu lên. Còn Dương Hảo, cũng quỳ một gối trông có vẻ hơi nhếch nhác trên cánh tay còn bị con dao đâm cho một vết máu dài giang thi kỳ đang ngồi xổm bên cạnh dương hạo lấy khăn giấy lau miệng vết thương cho dương hạo có thể thấy để đánh bại được gã lông xanh và đám người dương hạo cũng đã phải trả một cái giá lớn điều này khiến diệp thu khá bất ngờ xem ra chủ nghĩa hình thứ vương hạo này đúng là còn có chút bản lĩnh vậy mà đã giải quyết được hết tên lông xanh và đám người bất quá đây cũng giảm đi khá nhiều chuyện cho diệp thu dù sao thì anh vẫn chưa muốn bộc lộ quá nhiều thực lực trước mặt giang thi kỳ ô thông suốt rồi chị được rồi à diệp thu tươi cười đi tới chỗ hai người nghe tiếng dương hảo và giang thi kỳ đều ngẩng đầu nhìn về phía diệp thu trong mắt dương hảo tràn ngập khinh thường còn giang thi kỳ tất nhiên là khỏi cần nói trong mắt là chán ghét và hận kẻ hèn nhát như anh vẫn còn mặt mũi trở về à giang thi kỳ hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói kẻ hèn nhát sao anh lại trở thành kẻ hèn nhát rồi thế này diệp thu nhún vai khuôn mặt vô tội hừ anh tự nói đi vừa nãy anh vậy mà lâm trận bỏ chạy bỏ tôi và giang thi kỳ ở lại đây vẫn may là bổn thiếu ra thực lực mạnh mẽ một người làm quan cả họ được nhờ nếu không hôm nay tôi xem anh ăn nói với chị thi kỳ thế nào thật không biết tại sao mà chị cô ấy lại nhìn chúng một người nhu nhược như anh. Dương Hạo hừ một tiếng, khuôn mặt khinh thường nói. Lâm trận bỏ chạy, không không không, tôi nghĩ hai người hiểu nhầm rồi, tôi mót tiểu, đi vệ sinh thôi mà. Diệp Thu mỉm cười nói. Tôi tin anh mới là lạ, còn mót tiểu. Tôi thấy có mà tiểu chạy ấy. Giang Thi kỳ trừng mắt nhìn Diệp Thu, không tin cái cớ của Diệp Thu. Diệp Thu nhún vai, lười giải thích nhiều, mặc kệ hai người đó nghĩ. Thấy Diệp Thu không nói chuyện. Giang Thi Kỳ hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, anh cứ đợi đấy cho tôi, đợi tối nay trở về, tôi sẽ nói với chị tôi chuyện vừa rồi xảy ra, tôi nhất định phải để chị tôi biết, chị ấy đã tìm phải một người đàn ông vô dụng thế nào, hèn nhát thế nào. Thi Kỳ, chúng ta lên xe đi, nói chuyện với kẻ hèn nhát làm gì, để anh ta tiếp tục làm rùa đen rụt đầu của anh ta đi, chúng ta quên đi chuyện không vui, tiếp tục vui vẻ tìm chuyện hay tại VI -e dương hạo đứng lên khỏi mặt đất nhìn giang thi kỳ nói sứt lời cậu vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn diệp thu một cái vết thương của cậu không sao chứ giang thi kỳ nhìn dương hạo lo lắng hỏi không sao vết thương nhỏ thôi đàn ông mà chảy chút máu cũng bình thường không quan trọng không giống người kia bị dọa ra nước tiểu dương hạo hoạt động chân tay cực kỳ kiêu ngạo nói. Tốt, thế chúng ta lên xe thôi. Giang Thi Kỳ gật đầu, mỉm cười nói. Sau đó hai người đi tới chỗ chiếc Cayenne Pouser. Thấy vậy, Diệp Thu liền đi lên, xách những túi lớn túi nhỏ hàng hóa, yên lặng đi phía sau hai người. Tất nhiên là Giang Thi Kỳ cũng chú ý đến cảnh này, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, đang định ngăn Diệp Thu lên xe. Lúc này, Dương Hảo ở bên cạnh lại ngăn cản Giang Thi Kỳ, cười lạnh nói, để anh ta đi cùng đi, chỉ cần lất nữa anh ta không tự ti đến phát khóc là được. Mình sẽ cho anh ta biết, có những cái vòng, không phải là anh ta muốn vào là vào được. Nghe thấy thế, Giang Thi Kỳ cũng lập tức hiểu ý của Dương Hạo. Xem ra tối nay Dương Hạo muốn dạy dỗ Diệp Thu một trận rồi. Nhưng mà đối với chuyện này, Giang Thi Kỳ lại không ngăn cản. Bởi vì hiện tại Giang Thi Kỳ không có một tí hảo cảm nào với Diệp Thu, thậm chí là còn chán ghét bởi vì Dương Hạo chỉnh đốn Diệp Thu, cô cũng rất vui vẻ mà nhìn. Được, Giang Thi Kỳ gật đầu. Sau đó hai người đều lên xe. Dương Hạo lái xe, Giang Thi ngồi ở ghế phó lái. Còn Diệp Thu sách đồ tất nhiên là ngồi ở ghế sau. Xe khởi động, đi đến cây TV Thiên Hậu Hoàng Thành. Trên đường đi, Dương Hạo và Giang Thi Kỳ cười cười nói nói. Còn Diệp Thu ở ghế sau, lại bị hai người cô lập trừ bỏ thỉnh thoảng giang thi kỳ sẽ quay đầu trừng mắt với diệp thu một cái hai người đều không nói chuyện với diệp thu cái này diệp thu cũng chẳng sao cả dù sao thì hôm nay anh chỉ nghe theo mệnh lệnh của bà xã đi cùng giang thi kỳ tiện thể bảo vệ giang thi kỳ an toàn chỉ cần giang thi kỳ bình an vô sự thì nhiệm vụ của anh liền hoàn thành còn những cái khác anh còn lười trông nom đấy hai người không nói chuyện với anh anh còn nhàn hạ vui vẻ dựa vào ghế, nhắm mắt ngưng thần. Dương Hạo nhìn thấy một màn này qua kính chiếu hậu, khóe mệnh nhếch lên một nụ cười khinh thường, trong lòng cười lạnh nói, thằng danh, cho anh giả vờ này, đợi đến cây TV rồi, xem tôi xử lý anh thế nào. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng ở trước cửa cây TV thiên hậu hoàng thành. Lúc này, sắc trời đã tối, cả cây TV sớm đã đăng đèn đuốc sáng trưng, bãi đỗ xe đỗ các loại xe sang. Dương Hạo, Giang Thi Kỳ cùng với Diệp Thu xuống xe không bao lâu. Liền có một đám người trẻ tuổi đi về phía ba người bên này. Trong đó có nữ có nam, tuổi tác sấp xỉ Dương Hạo và Giang Thi Kỳ. Khuôn mặt non nớt, nhìn một cái là biết là học sinh. Bất quá từ trang phục nhìn lại, những người này đều không phải là con cái nhà bình thường. Dương Thiếu Gia, một nam sinh đeo mắt kính tròn gọng vàng, mặc bộ quần áo thể thao hàng hiệu thoải mái đi lên trước chào hỏi Dương Hạo những người còn lại theo sau cũng chào hỏi Dương Hạo. Từ đây có thể thấy được, trong đám phú nhị đại thì Dương Hạo có địa vị rất cao. Dương Hạo cực kỳ hưởng thụ cảm giác được người kính trọng này, nhếch nhếch khóe miệng, vẻ mặt đắc ý hỏi, đến hết rồi à? Tất nhiên rồi, Dương Thiếu đã gọi, ai dám không tới chứ? Nam sinh đeo mắt kính tròn mỉm cười trêu gẹo nói. Vương Chiết, cậu ít ba hoa đi, nếu không hôm nay mình sẽ cho cậu hát đến bỏ lên bàn thì thôi dương hạo liếc mắt nhìn nam sinh đeo kính một cái nói đùa đừng 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 dương thiếu mình sai rồi được chưa vương chiết lập tức sợ hãi điều này làm cho mọi người xung quanh đều cười đúng lúc này một nữ sinh tóc dài mặc váy ngắn cúp ngực đi tới bên cạnh giang thi kỳ ôm cổ giang thi kỳ trêu chọc nói kỳ kỳ xem ra cuối cùng cậu cũng không thoát khỏi mị lực của dương thiếu rơi vào ngực dương thiếu thế mà cùng nhau tới chơi rồi lưu tuệ cậu đừng nói bừa bọn mình chỉ trùng hợp gặp nhau thôi. Khuôn mặt nhỏ của Giang Thi Kỳ đỏ lên, vội vàng lườm Lưu Tuệ, giải thích. Thật sao? Mình không tin. Vẻ mặt Lưu Tuệ nghiền ngấm, trêu chọc nói. Không tin thì cậu hỏi Dương Hạo. Giang Thi Kỳ nói xong, lập tức nhìn về phía Dương Hạo cầu cứu. Dương Hạo cũng là một tay lão luyện tình trường, tất nhiên là biết làm thế nào thì có thể giành được hảo cảm của Giang Thi Kỳ. Vì thế cậu ta nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, Lưu Tuệ, cậu đừng hiểu lầm, chúng mình chỉ trùng hợp gặp nhau ở trung tâm thương mại mà thôi. Hả? Mình không tin. Lưu Tuệ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn sang mọi người, hỏi các cậu có tin không? Bọn tôi không tin. Mọi người sôi nổi nói. Lần này, khuôn mặt Giang Thi Kỳ càng đỏ. mười 15, cậu muốn uống thế nào? Dương Hạo thấy vậy, vội vàng giải vây nói, được rồi, đừng đùa nữa, chúng ta mau vào thôi, lát nữa không đặt được phòng riêng thì chơi sẽ mất vui nói xong dương hạo vẫy tay một cái dẫn đầu đi vào trong cây tv dương thiếu đừng vội a à, vị này là ai cậu còn chưa giới thiệu đâu ngay lúc này vương chiết chú ý tới diệp thu đang đứng bên cạnh chỉ vào diệp thu nói anh ta dương hạo nghe thấy vậy liếc diệp thu một cái khinh thường cười vẻ mặt nghiền ngẫm nói anh ta là bạn mới của tôi tối nay các cậu phải chiêu đãi anh ấy cho thật tốt, nghe rõ chưa? Nhất là lúc nói hai chữ, chiêu đãi, Dương Hạo cố ý nhấn mạnh. Đám người vương chiết ngày ngày lăn lộn cùng một chỗ với Dương Hạo, tất nhiên là nghe có thể hiểu ra ý tứ chân chính của Dương Hạo trong câu nói đó. Cho nên chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã hiểu, đều cười khẩy với nhau, sau đó nhìn Diệp Thu với ánh mắt không có ý tốt. Cảm nhận được những ánh mắt đó. Diệp Thu khẽ nhách khóe miệng, ngược lại anh không cũng nói cái gì nếu như đám người này muốn tự mình chuốc khổ vậy thì anh tuyệt đối sẽ mặc kệ dù sao anh chỉ cần bảo vệ tốt sang thi kỳ làm bà xã đại nhân hài lòng là được còn sống chết của những người khác liên quan quái gì đến anh có lẽ dương hảo đã lập kế hoạch từ trước cậu ta cũng không làm khó diệp thu ở cửa vào vẫy tay một cái đám người lục tục đi vào trong cây tv người khởi xướng hoạt động lần này cũng là người có địa vị cao nhất trong đám phú nhị đại dương hạo tất nhiên là ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi đầu rồi những người còn lại đi theo sau còn lại diệp thu lẻ loi đi cuối cùng đi vào cây tv thiên hậu hoàng thành trang trí vàng son lộng lẫy cùng với các loại âm nhạc bùng nổ nháy mắt có thể đốt cháy tình cảm mãnh liệt của con người trong đại sảnh cây tv còn có rất nhiều công chúa ăn mặc các cô nàng mặc đồng phục thỏ đi tất chân màu đen khuôn mặt và dáng người đều trên bậc chung nhất là sau khi nhìn thấy khách bước vào các cô ấy sẽ lập tức xoay người vấn an. Khi đó sẽ hiện ra cảnh đẹp, quả thực là làm người mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy đoàn người Dương Hạo đi vào. Quản lý sảnh lập tức ra đón, khuôn mặt nịnh bợ nhìn Dương Hạo, chào hỏi nói, Dương Thiếu, cậu tới rồi à? Ừ, Dương Hạo gật gật đầu, chỉ những người phía sau, rất kiêu ngạo nói, có nhìn thấy không, đấy đều là bạn của tôi, các ông mở căn phòng ở lầu đế vương cho tôi. Cái này, chấm xin lỗi Dương Thiếu, lầu đế vương đã có người rồi, còn là khách quý, ông chủ của chúng tôi đang đích thân tiếp đón, chỉ bằng thế này đi, phòng thiên hậu bên cạnh vẫn còn trống, hay là tôi mở cho cậu? Quản lý sảnh mỉm cười xin lỗi, cung kính hỏi. Dương Hạo suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, cũng được, thế thì tới phòng thiên hậu, dẫn đường. Vâng, mời mọi người vào trong. Quản lý sảnh nói, sau đó nhanh chóng lên trước dẫn đường. Dương Hạo vẫy tay một cái, đoàn người chậm rãi đi theo phía sau dọc theo đường đi bất kể là nhân viên phục vụ hay công chúa vừa nhìn thấy đám người dương hạo có quản lý sảnh dẫn đường nhanh chóng nhường đường hơn nữa ánh mắt còn đầy tôn kính điều này làm cho dương hạo đặc biệt hưởng thụ vừa đi còn thường xuyên quay đầu nhìn lại đám người phía sau khoe khoang nói đã nhìn thấy chưa ở đây mình rất là có mặt mũi đấy mình nói với cậu này ba mình là hội viên kim cương ở đây có địa vị cao cho nên mình ở đây chính là thái tử gia. Hôm nay ông chủ của họ bận, nếu không ông chủ của họ sẽ đích thân qua đây dẫn đường cho chúng ta. Dương Thiếu Châu bò A. À. Dương Thiếu Uy Vũ, ra ngoài chơi với Dương Thiếu, đó chính là có mặt mũi. Ha ha ha, có ai mà không biết Thiếu gia đứng đầu Giang Bắc là Dương Thiếu A, à. sau này cứ lăn lộn cùng Dương Thiếu, tuyệt đối không kém. Chấm 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 chấm, mọi người sôi nổi vuốt mông ngựa nói. Lần này, đã làm cho dương hạo đắc ý lên tận trời rồi đi trên đường hận không thể đi ngang thôi cứ như vậy đoàn người chậm rãi đi tới phòng thiên hậu quản lý sảnh cung kính mở mở cửa phòng cho đám người gọi rượi nước mâm trái cây cùng với đồ ăn vặt sau đó lui ra khỏi phòng đóng cửa phòng quản lý sảnh đang chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này ánh mắt ông ta vô tình lướt qua phòng đế vương cách vách cái này làm cho sắc mặt ông ta biến đổi ánh mắt xoẹt qua một vệt sợ hãi suy nghĩ một chút ông ta vội vàng trở lại trước cửa phòng thiên hậu dặn dò nhân viên canh cửa nhất định phải coi chừng tốt mấy tên nhóc trong phòng này trăm nghìn lần không được để bọn họ làm phiền tới vị khách ở trong phòng đế vương nếu không hôm nay từ ông chủ đến chúng ta đều sẽ gặp họa nghe rõ chưa đã rõ nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu ừ thấy vậy quản lý sảnh mới yên tâm rời đi còn đám người dương dạo ở phòng thiên hậu lại không biết chuyện đã xảy ra ở ngoài cửa. Sau khi rưỡi nước được mang lên đầy đủ, bọn họ cực kỳ bay, hay lên. Thay phiên nhau chọn bài, uống rượu, chơi xúc sắc. Chơi đến bất diệt nhạc hồ sao có nghĩa là chơi hết mình, chơi hay đến chết đi được. Nhất là Dương Hạo vì để tỏ ra ngầu hơn người, còn chọn hai chai lá pi 80 năm. Chai rượu này nếu đặt lên chợ, ít nhất cũng phải 7-8 vạn. Mà hành động khí phách này của Dương Hạo đẩy bầu không khí trong phòng lên tới cao trào. Dưới âm nhạc bùng nổ, những phú nhị đại này đều hai đến điên rồi. Duy chỉ có Diệp Thu, anh ngồi một mình trong xó, lẳng lặng uống một cốc nước đá. Không ai tới tìm anh uống rượu, nói chuyện. Bởi vì, anh và bọn họ hoàn toàn không ở cùng một vòng tròn, lộ ra không hợp nhau. Còn nữa, đám người này rõ ràng là đang cố tình gạt anh ra ngoài. Tất nhiên là Diệp Thi cũng chẳng thèm mặt nóng dán lên mông lạnh của bọn họ làm gì. Hiện tại anh chỉ đang chờ thời gian, đến giờ anh sẽ đưa Giang Thi Kỳ về nhà, nhiệm vụ của anh sẽ hoàn thành. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau một trận chơi điên cuồng, ánh mắt Dương Hạo dừng trên người Diệp Thu đang ngồi trong xó. Những người khác thấy vậy, cũng ào ào nhìn về phía Diệp Thu. Sau đó mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Giang Thi Kỳ biết bọn Dương Hạo muốn bắt đầu xử lý Diệp Thu. Nhưng mà, cô lại không có ý định ngăn cản. Sao thế, bắt đầu đi. Dương Hạo liếc mắt nhìn đám người, cười xấu xa hỏi. Anh Dương, các anh lên trước, Tuệ Tuệ muốn đi vệ sinh, em đưa cô ấy đi, đợi lát nữa quay lại, một mình em sẽ tưới chết anh ta. Vương Chiết nhìn Dương Hạo nói. Được, đi nhanh về nhanh. Dương Hạo vẫy tay. Vâng. Vương Chiết gật đầu sau đó dẫn bạn gái mình lưu tuệ đi ra khỏi phòng dương hạo nhìn thoáng qua những người còn lại vẫy vẫy tay sau đó trực tiếp xách theo một hộp bia đi tới chỗ diệp thu những người còn lại thấy vậy cũng cầm cốc rượu của mình lên đi theo ê người anh em diệp đến cây tivi để vui sao anh lại uống mỗi nước đá vậy dương hạo đi tới bên cạnh diệp thu ngồi xuống sofa nhìn diệp thu khuôn mặt cười cợt châm biếm nói cậu có ý kiến à Diệp Thu liếc mắt nhìn Dương Hạo, thản nhiên hỏi: "Ý kiến? Sao tôi lại có ý kiến với một tên hèn nhát chứ? Dẫu sao thì sợ là trạng thái bình thường của anh, một người hèn nhát đến cả rượu còn không dám uống, xin hỏi anh còn xứng làm một người đàn ông sao?" Dương Hạo nhếch khóe miệng, cười lạnh chào phúng nói: "Nói như thế thì uống được rượu thì được coi là đàn ông." Diệp Thu bình thản hỏi: "Tất nhiên rồi, uống rượu chén lớn, ăn thịt mồm to." đó là tiêu chuẩn của một người đàn ông chân chính. Nếu như đến cả cái này còn không làm được, thế thì nhân lúc còn sớm hãy chuyển sang Thái Lan đi." Dương Hạo cười lạnh nói. "Ồ, thế à." Diệp Thu như nghĩ tới điều gì đó gật gật đầu, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, nhìn Dương Hạo, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, "Vậy thì được, cậu muốn uống thế nào?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 16, đây còn là con người sao? Diệp Thu vừa nói ra lời này, đám người dương hạo cùng sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ Diệp Thu sẽ sảng khoái mà đồng ý như vậy. Điều này làm cho Dương Hạo vui mừng, trong lòng đã đầy những kế hoạch để đạt được khoái trá. Cậu ta đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thu bị bọn họ chuốc thành thằng đần rồi. Đó nhất định là đặc biệt thú vị. Hơn nữa một khi Diệp Thu đã say, vậy chẳng phải là muốn xử lý thế nào thì xử lý sao. Cho dù chúc anh ta uống nước tiểu cũng được, vừa nghĩ tới đây, Dương Hạo cực kỳ hưng phấn, vội vàng nói, rất đơn giản, anh có nhìn thấy hộp bia này không? Chúng ta một người một chai, uống liền một hơi, ai uống hết trước sẽ được coi là đàn ông đích thực, người thua sẽ phải ra ngoài hành lang, hô to với tất cả mọi người ba tiếng, mình là đàn bà, lần cá này, anh dám tiếp không? Bia, Diệp Thu liếc mắt nhìn chỗ bia mà Dương Hạo sách tới, nhíu mày. Sao nào, đồ nhát gan, anh không dám à? Dương Hạo nhíu mày, cố ý khiêu khích nói. Thân là một phú nhị đại danh xứng với thực, uống rượu tuyệt đố là điểm mạnh của cậu ta. Chỉ cần Diệp Thu giám tiếp, vậy thì cậu ta hoàn toàn nắm chắc, làm cho Diệp Thu uống đến bỏ luôn. Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi. Diệp Thu lắc đầu, khóe miệng nhếch ra một nụ cười nghiền ngẫm, bình thản nói, bia thì chán quá, chỉ bằng đổi thành rượu trắng đi. Số độ, cũng không cần quá cao, 58 độ là được rồi. Lời này của Diệp Thu vừa nói ra, Vẻ mặt đám người Dương Hạo biến sắc, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Như này thì quá đáng quá rồi đấy. Rượu trắng, còn 58 độ, uống liền một hơi. Thế chẳng phải là sẽ uống chết người sao? Đám phú nhị đại bọn họ, mặc dù thường xuyên trà trộn ở bàn rượu, tử lượng cũng rất tốt, bia uống thoải mái, rượu trắng cũng có thể uống được kha khá. Nhưng uống một hơi cạn sạch, đó thật sự là quá điên cuồng rồi a. À. Dương thiếu, cái này, nhất thời mọi người đều đổ dồn vào nhìn Dương Hạo. Dương Hảo trước mắt, cậu không tin cái tàn này. Cậu vẫn không tin, trên đời này thật sự có người có thể cầm chai rượu trắng 58 độ uống một hơi hết sạch. Cậu ta nghĩ, Diệp Thu chẳng qua là đang phô trương thanh thế, muốn dọa mình lui thôi. Nghĩ tới đây, Dương Hảo vung tay lên, nói, được, người anh em Diệp khí phách, nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ phụng bồi đến cùng. Nói xong, Dương Hảo gọi nhân viên phục vụ, Bảo hắn mang lên một hộp rượu trắng ngũ lương dịch 58 độ lên. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang rượu tới. Dương Hạo mở hộp ra, lấy ra một chai trong đó, đưa cho Diệp Thu, nói: "Quy tắc cũ, anh uống trước, anh uống mấy chai, tôi theo anh uống bằng đấy chai, ai gục trước coi như thua." "Được, nhưng mà đừng nói mà không giữ lời đấy." Diệp Thu tiếp lấy ngũ lương dịch, khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "Hừ, có gan thì anh uống đi." anh uống bao nhiêu bản thiếu sẽ phụng bồi bấy nhiêu ai không uống người đó là thế nhưng dương hạo chưa nói xong ngay sau đó cả người đã kinh sợ rồi lời nói trong miệng rõ ràng là nuốt trở vào bởi vì lúc này đây diệp thu đã mở nắp chai trực tiếp uống rượu trắng chỉ nghe thấy ực 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 diệp thu uống như đang uống nước lã vậy một chai rượu trắng sắp thấy đáy thậm chí một giọt cũng không còn mà sau khi uống xong mặt Diệp Thu vẫn không đổi sắc, giống như người chẳng có chuyện gì vậy. Cảnh tượng này đã làm cho đám người Dương Hạo xem ngây người, điên cuồng nuốt nước bọt. Đờ tê mẹ, đây còn là con người sao? Một chai rượu trắng, một hơi uống cạn, không phải cây tivi mua rượu giả đấy chứ. Vào giờ phút này, nỗi khiếp sợ trong lòng đám người Dương Hạo đã không thể dùng vẻ mặt mà che đậy nữa rồi, con mắt của từng người một đều sắp chừng rớt ra ngoài. Diệp Thu ném chai rỗng xuống đất, liếc mắt nhìn dương hạo thản nhiên nói này đàn ông đích thực đến cậu rồi tôi sắc mặt dương hạo cứ đổi lại đổi nói thật là cậu ra đã bắt đầu sợ rồi uống một hơi hết sạch chai rượu trắng cái này sẽ lấy mạng cậu ta mất trước đó sở dĩ cậu ta đồng ý với diệp thu đơn giản là cậu ta nghĩ chắc chắn diệp thu đang tỏ ra nguy hiểm thôi ai mà biết được bước này lại thật sự làm được giờ phút này dương hạo đã tiến thoái lưỡng nan rồi nhưng mà cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, nhất là ánh mắt của Giang Thi Kỳ. Dương Hảo hít sâu một hơi, sau đó cũng cắn răng, nhẫn tâm nói, "Đệt, cạn." Nhất ác tâm, nhất rậm chân. Dương Hạo mở nắp chai, đưa lên miệng tu. Nhưng mà, đây chính là rượu trắng. Đừng nhìn vừa nãy Diệp Thu uống thoải mái như vậy. Dương Hạo vừa mới đổ vào hai ngụm, đã cảm thấy cổ họng mình đau rát nóng bỏng, cuối cùng không chịu được nữa, phun rượu trắng từ trong miệng ra sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất nôn cảnh tượng này muốn thảm hại bao nhiêu có thảm hại bấy nhiêu những người còn lại thấy vậy cũng đều lắp đầu nhìn bộ dạng của dương hạo bây giờ bọn họ mới biết vừa nãy diệp thu trâu bò đến nhường nào đây chính là tranh lệch a còn uống tiếp được nữa không diệp thu vắt chéo hai chân nhìn dương hạo đang quỳ dạp trên mặt đất nôn như điên vẻ mặt suy nghĩ hỏi có có thể dương hạo cắn răng lại cầm chai rượu trắng lên đổ vào miệng mình nhưng lần này cậu ta vừa mới đổ vào một ngụm thì càng không được lại quỳ dạp trên mặt đất nôn như điên hiện tại cậu ta cảm thấy dạ dày của mình sắp cháy đến nơi rồi đợi dương hạo nôn ổn ổn rồi diệp thu khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười hỏi còn muốn uống nữa không không uống nữa nói gì cũng không uống nữa đầu của dương hạo lắc như trống dạ dày của cậu ta đã bị thương rồi người thấy mùi của rượu trắng là đã muốn nôn càng đừng nói đến chuyện uống tiếp thế thì đi thực hiện cá cược của cậu lúc nãy đi diệp thu dựa vào sofa gương mặt nghiền ngẫm nói nghe vậy sắc mặt của dương hạo nháy mắt trở nên cực kỳ xấu hổ bởi vì nếu cậu ta đi hét lên câu đấy thật thì sẽ mất hết mặt mũi có khi sau này cậu ta cũng không còn mặt mũi nào mà đến quán rượu này nữa nhưng mà nếu bây giờ mà không đi nhiều người đang nhìn thế này cũng sẽ tỏ ra là cậu không giữ chữ tín thật là hai đầu đều khó a à, nhưng mà ngay lúc dương hạo không biết phải tiến thoái thế nào cửa phòng bị người từ ngoài đẩy ra đi vào là vương chiết và lưu tuệ vừa nãy đi toilet nhưng lúc này bộ dạng của bọn họ hơi nhếch nhác vương chiết mặt mũi bầm dập trong mắt của mắt kính còn bị vỡ một bên còn lưu tuệ thì khóc như mưa quần áo bị xé loạn xạ trên mặt vẫn còn một dấu tay màu đỏ Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Thấy vậy, lực chú ý của mọi người trong phòng lập tức bị hấp dẫn qua đây. Vương Triết, Tuệ Tuệ, các cậu sao vậy? Giang Thi kỳ vội vàng đi lên, quan tâm nhìn hai người hỏi. Những người còn lại cũng vội vàng vây quanh. Đừng nhắc nữa, tôi vào đi đáy, bảo Tuệ Tuệ ở ngoài đợi tôi một lát, kết quả tôi vừa mới đi ra, đã nhìn thấy một thằng bụi đời đang trêu ghẹo Tuệ Tuệ còn động chân động tay tôi xông lên đánh nhau với con cháu đó vương chiết khoát tay giả bộ nói được a à, đàn ông châu bò a à, cuối cùng thì ai chịu thiệt nam sinh bên cạnh vỗ bả vai vương chiết mỉm cười hỏi cái đó còn cần phải hỏi sao đương nhiên là gã kia rồi đừng thấy tôi thế này cháu trai đó còn bị tôi đánh thảm cơ có thể nói là chạy chối chết xong chuyện vừa chạy còn vừa bảo tôi đợi đấy nói là muốn mang người quay lại giết tôi con mẹ nó, thằng đó mà chạy chậm tí nữa, xem tôi có đánh chết nó không. Vương Chiết nhách khóe miệng, khoe khoang nói ẩm ý. chương 17, chưa từng nghe đến có khi nào chọc phải ai đó không. Hay là chúng ta đi trước đi, nếu không tên cầm đầu dẫn người tìm tới rồi, chúng ta sẽ không dễ xử lý. Một nữ sinh nhíu mày, lo lắng nói. Sợ cái gì, đây là địa bàn của Dương Thiếu, còn ai có thể trâu bò hơn Dương Thiếu sao? Vương Chiết khinh thường cười, sau đó nhìn Dương Hạo, mỉm cười hỏi, em nói đúng chứ, anh Dương. Dương Hạo vốn đang trong tình trạng xấu hổ, mắt thấy sắp mất hết mặt mũi. Mà giờ khắc này vừa nghe thấy có cơ hội để mình lên mặt, tất nhiên là cậu ta sẽ không bỏ lỡ. Cậu ta nhanh chóng sửa sang lại trang phục, từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn mọi người, cực kỳ đắc ý nói, mọi người cứ chơi thỏa thích đi, có chuyện gì, bản thiếu đều có thể gánh được. Ở Giang Bắc, ba mình cũng được xem một người có máu mặt nhân mạch cực rộng nếu cháu trai kia dám dẫn người tới bản thiếu tuyệt đối sẽ để cho cậu ta có đi mà không có về nghe nghe đều nghe nghe đi đây chính là sức mạnh dựa vào bối cảnh của anh dương ở giang bắc này ai động được anh ấy chứ có anh dương ở đây mọi người yên tâm đi nha vương chiết nhếch miệng cười nói lúc đầu mọi người còn lo lắng vừa nghe thấy lời này cũng dần nhẹ nhõm về bối cảnh của Dương Hạo, bọn họ đều biết hết. Cha của Dương Hạo làm kinh doanh bất động sản, giàu có, quan hệ rộng và quen biết nhiều người ở mọi tầng lớp. Vì thế có câu nói này của Dương Hạo, bọn họ không còn lo lắng nữa. Nên uống thì uống, nên hát thì hát. Thấy vậy, Diệp Thu híp híp mắt. Nhiều năm ở trên chiến trường đã rèn luyện ra cảnh giác nói cho anh biết, chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mà anh còn lười lo nhiều như vậy chỉ cần không ảnh hưởng đến Giang Thi Kỳ là được. Những người khác, sao cũng được. Cứ thế, mọi người trong phòng nên uống thì uống, nên chơi thì chơi. Mà sau khi trải qua sự xấu hổ của Dương Hạo vừa nãy, không còn ai không biết điều tìm Diệp Thu cụng rượu nữa. Diệp Thu lại trở thành một người cô đơn lẻ loi. Nhưng mà, lần này không phải là bọn họ cố tình cô lập Diệp Thu mà là không dám tới trêu chọc Diệp Thu nữa. Mẹ nó, một chai rượu chàng uống một hơi cạn sạch, bọn không đắc tội nổi vì để che giấu xấu hổ trước đó dương hạo không ngừng chạm cốc cùng với nhóm người sau đó chọn bài rồi hát còn nhóm người đó cũng không muốn đắc tội dương hạo cho nên đều cực kỳ ăn ý không nhắc tới chuyện lúc trước mắt thấy bầu không khí trong phòng lại sắp nóng lên nhưng vào lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp ra cái này làm cho mọi người giật mình ngay sau đó chỉ thấy một người đàn ông mập mạp khuôn mặt bầm dập trên co mồ đều là những dấu chân tức giận đi vào mà đằng sau còn có sáu gã cao to mặc áo đen cộc tay cánh tay xăm đầy hình thấy vậy sắc mặt vương chiết và lưu tuệ nháy mắt biến đổi bởi vì người đàn ông mập mạp đó chính là thằng cha lúc trước đã treo gẹo lưu tuệ ở bên ngoài bị vương chiết đánh cho một trận điều mà vương chiết và lưu tuệ không ngờ tới đó là gã ta vậy mà dẫn theo người tìm tới thật hơn nữa khi thế còn hung dữ như vậy con mẹ nó, nhóc con, ông đây đã tìm được mày rồi. Người đàn ông mập liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Chiết trong đám người, vậy tay một cái với người đàn ông vạm vỡ sau lưng, chỉ vào Vương Chiết, hung tợn nói chính là cậu ta, đánh cho tôi. Vâng, sáu người đàn ông lực lưỡng khởi động cổ, tay nắm thành nắm đấm đi tới chỗ Vương Chiết. Mọi người thấy vậy, đều sợ đến choáng váng. Suy cho cùng thì bọn họ đều là học sinh, nào có thấy qua cảnh tượng như này a? À? sáu gã đại hán, vừa nhìn liền biết là xã hội đen, không phải người mà bọn họ có thể đối kháng được. Vì thế trong lúc nhất thời bọn họ sợ đến mức không dám cử động. Sắc mặt vương chiết cũng thay đổi, vội vàng nhìn sang Dương Hạo, cầu xin nói, anh Dương, cứu em. Dương Hạo nhíu mày, đứng lên khỏi sofa, tiến lên giơ tay ngăn sáu tên đàn ông cao lực lưỡng, sau đó cậu nhìn về phía người đàn ông mập. Rất là kiêu ngạo nói, người anh em này, Vương Chiết là bạn của tôi, nếu anh muốn động vào cậu ấy có phải là nên cho tôi một lời giải thích không ha à, cho cậu một lời giải thích cậu là thứ chó má gì người đàn ông mập mạp khinh thường cười xem thường hỏi bị chửi như vậy sắc mặt dương hạo lập tức trầm xuống lạnh giọng nói tôi là dương hạo cha tôi là dương trấn nam chắc hẳn anh đã từng nghe qua phải không dương trấn nam thật ngại quá ông nội cậu tôi chưa từng nghe nói người đàn ông mập mạp nhíu mày khuôn mặt khinh miệt nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Dương Hảo cũng thay đổi. Rõ rành rành, nếu như đối phương biết cha của cậu ta, vậy thì cậu ta còn có thể lợi dụng cha mình để dọa đối phương. Nhưng hiện tại mấu chốt là người ta đến cả nghe còn chưa từng nghe nói qua, giờ còn dọa cái khỉ gì nữa. Không, không thể nào, cha của Dương Thiếu là thương nhân kinh doanh bất động sản nổi tiếng ở Giang Bắc, sao anh có thể chưa từng nghe qua? Gương mặt Phương Chiết không dám tin hỏi. Nghe vậy, người đàn ông mập lường vương chiết như lường thằng đần, cười lạnh nói, thật ngại quá, ông nội cậu, nhưng tôi không phải là người Giang Bắc. Nói xong, người đàn ông mập mạc nhìn Dương Hảo, cười khẩy nói, còn không tránh ra, ông đây đánh cả cậu đấy. Dương Hảo cắn chặt răng, trước mặt nhiều bạn học như vậy, nếu mà bỏ mặc vương chiết, vậy thì sau này cậu sẽ không ngóc đầu lên được. Nếu đã không dùng được chỗ dựa sau lưng, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Hít một hơi thật sâu, Dương Hạo lại bày ra tư thế Tây Đô, lạnh giọng nói: "Muốn động vào anh em của tôi thì phải qua cửa của tôi trước đã. Con mẹ nó, đánh cậu ta cho tôi!" Người đàn ông mập phẫn nộ mắng, Sứt lời. Chỉ nhìn thấy một gã đại hán sông lên, hai ba chân đã đạp Dương Hạo xuống đất. Dù sao thì Tây Đô mà Dương Hạo luyện, Trung Quy cũng chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt. Đối phó với đám du côn lông xanh còn miễn cưỡng đánh lại được nhưng gặp phải tay đấm chuyên nghiệp như gã đại hán này thì quá sức quá đại hán không có ý định tha cho dương hảo quyền đấm cước đá dương hảo trên mặt đất chẳng mấy chốc dương hảo đã không chịu được thảm thiết cầu xin tha thứ nói đại ca đừng đánh nữa tôi biết sai rồi cầu xin anh tha cho tôi a à, hát đúng là đồ hèn người đàn ông mập cười khinh miệt sau đó quét mắt nhìn mọi người trong phòng cười lạnh hỏi còn ai dám ngăn cản nữa không nghe thấy vậy sắc mặt các bạn học đều trắng bệch, ngay cả Dương Hạo học Tây Côn Đô còn bị đánh đến nỗi cầu xin tha, sao bọn họ có thể là đối thủ của những đại hán này chứ? Nhất thời, mọi người sợ đến mức không dám thở mạnh. thấy vậy, người đàn ông mập đắc ý mỉm cười, dùng tay chỉ vào Vương Chiết đã sợ đến co quắp, cười lạnh nói: đánh cho tôi. xuất lời, bọn đại hán như ong vỡ tổ sông về phía Vương Chiết, sách Vương Chiết ra, đặt trên đất mà đánh chẳng mấy chốc vương chiết đã không chống đỡ nổi nữa hai tay ôm đầu thảm thiết xin tha nói ông tổ tông tôi sai rồi tôi xin lỗi lần sau tôi không dám nữa cầu xin ngài tha cho tôi đi bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi à vừa nãy quăng ta thế nào à hử đánh tiếp cho tôi người đàn ông mập hung hăng nói các đại hán nghe vậy tiếp tục tay đấm chân đá vương chiết chẳng bao lâu Vương Chiết đã bị đánh đến nỗi cha mẹ cậu ta cũng không nhận ra cậu ta. Thấy vậy, người đàn ông mập mới coi như hết giận. Đi lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Chiết, một tay nắm tóc Vương Chiết, cường thế sách đầu của cậu ta lên, một tay khác vỗ lên khuôn mặt bị đánh bầm dập của Vương Chiết, cười lạnh hỏi, bây giờ tôi muốn chơi bạn gái của cậu, cậu còn có ý kiến không? chương 18, cho các người một cơ hội. Không, không có ý kiến, đại ca, ngài cứ chơi thoải mái, chơi thế nào cũng được chỉ cầu xin ngày có thể tha cho tôi một mạng vương chiết khóc lóc cầu xin tha thứ nói vương chiết đồ khốn cậu có còn là đàn ông không hả lưu tuệ hung hăng chừng mắt nhìn vương chiết khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy thất vọng đồ gái điếm cô mau im miệng đi nếu không phải cô cứ quyết ăn mặc lẳng lơ như vậy sao có thể dẫn tới nhiều chuyện xấu thế này hơn nữa vị đại ca này chỉ ngủ với cô một đêm cô cũng không chết chẳng nhẽ cô cứ phải trơ mắt nhìn tôi bị người ta đánh chết sao vương chiết chừng mắt nhìn lưu tuệ cực kỳ khó chịu nói anh anh còn trách tôi lưu tuệ khó tin nhìn vương chiết cô thật sự không dám tin đây là người bạn trai mà mình từng yêu không trách cô thì trách ai ai bảo cô lẳng lơ như vậy bị người ngủ cũng đáng đúng là đồ đê tiện vương chiết hùng hùng hổ hổ nói nói xong cậu ta còn nhìn về phía người đàn ông mập, vẻ mặt lập tức chuyển sang bộ dáng nịnh nọt, lấy lòng nói, đại ca, ngài thấy tôi nói có đúng không? Ha ha ha, thằng nhóc cậu, nếu sớm mở mắt như vậy, bây giờ đã chẳng bị đánh đúng không? Cậu đúng là đồ khốn nạn. Người đàn ông mập cười lớn nói. Đại ca dậy dỗ phải, lúc trước là tiểu đệ ngu dốt. Vương chít gật đầu nịnh hót, diễn vai chó săn tay sai vô cùng nhuần nhuyễn. Thôi được, nhìn vào sự hiểu chuyện của cậu hôm nay ông đây sẽ tha cho cậu một lần người đàn ông mập nhếch miệng cười sau đó buông lỏng vương chiết ra đứng lên khỏi mặt đất ngoác ngón tay với lưu tuệ cười dâm đãng nói nhóc con đi với ca ca đi ca ca dẫn em đi làm vài chuyện kích thích tôi tôi không đi lưu tuệ sợ đến nỗi cả người rụt vào sofa sắc mặt trắng bệch lắc đầu e là không phải do em quyết định người đàn ông mập hung hăng cười quay đầu hạ lệnh với sáu tên đại hán nói, dẫn con nhóc này đi cho tôi. Gió! Sáu tên đại hán nghe vậy, đi thẳng tới chỗ Lưu Tuệ. Thấy vậy, Lưu Tuệ cực kỳ sợ hãi, vội vàng cầu cứu Giang Thi Kỳ ở bên cạnh Thi Kỳ cứu mình. Giang Thi Kỳ cắn rắn, sau đó đứng lên khỏi sofa, che chở trước người Lưu Tuệ, chừng mắt nhìn sáu tên đại hán, lạnh giọng nói các người đừng hòng đưa cô ấy đi. Ai da! Người đàn ông mập thấy vậy, hai mắt sáng ngời. Bởi vì luận tư sắc, rõ ràng Giang Thi Kỳ càng hơn Lưu Tuệ một bậc. Đây là một mỹ nữ tiêu chuẩn. Chẳng qua Lưu Tuệ mặc váy ngắn cúp ngực, muốn có vẻ càng thêm gợi cảm thành thục một chút, tương đối dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Còn Giang Thi Kỳ chỉ mặc một bộ đồng phục bình thường, cho nên vừa nãy người đàn ông mập mới không chú ý đến cô. Lúc này Giang Thi Kỳ đứng ra bảo vệ Lưu Tuệ, lộ ra chính diện, nháy mắt đã thu hút ánh mắt của người đàn ông mập. Cô nhóc này thật xinh đẹp dẫn đi cả cho tôi, tối nay vừa vặn cùng nhau đấu địa chủ, ha ha ha. Người đàn ông mập cười dâm nói. Nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thi Kỳ lập tức biến đổi. Ngay lúc này, các đại hán tiến lên, bắt được Lưu Tuệ và Giang Thi Kỳ, sau đó cưỡng chế bắt đi, đi tới chỗ người đàn ông mập. Thả tôi ra, các người là đồ khốn, mau thả tôi ra. Giang Thi Kỳ dùng hết sức lực toàn thân, không ngừng dẫy ruộng nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, sao có thể là đối thủ của những gã đại hán cường tráng này chứ? Cho dù cô có giấy dụa thế nào, những đại hán vẫn không giảm tốc độ. Mắt thấy sắp bị đưa tới bên cạnh người đàn ông mập. Giang Thi Kỳ quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn những nam sinh đang ngồi trên ghế sofa, chất vấn, đám hèn nhát các người, chẳng nhẽ các người muốn trơ mắt mà nhìn tôi và Lưu Tuệ bị đưa đi sao? Thế nhưng, không có bất kỳ ai đáp lại cô tất cả mọi người đều cúi thấp đầu giả vờ như không nghe thấy gì người vừa nãy đặc biệt châu bò là dương hảo và vương chiết còn nằm trên mặt đất ngay cả thở mạnh còn không dám thấy vậy giang thi kỳ và lưu tuệ cũng cực kỳ tuyệt vọng người đàn ông mập đắc ý mỉm cười vung tay lên đang định xoay người dẫn các đại hán và hai cô gái rời đi khoan đã nhưng mà ngay lúc này một giọng nói thản nhiên lại vang lên trong căn phòng lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt bao gồm cả người đàn ông mập cúng với các đại hán cũng quay đầu nhìn theo nơi phát ra giọng nói chỉ nhìn thấy trong phòng tối tăm trên chiếc sofa trong góc dễ dàng khiến người khác bỏ qua một bóng người chậm rãi đứng lên bóng dáng đó không nhanh không chậm đi ra khỏi bóng tối tới trong tầm mắt của mọi người không phải người khác mà chính là người bị tất cả mọi người cô lập bỏ qua diệp thu thấy vậy Mọi người đều sửng sốt. Không ai biết Diệp Thu muốn làm gì. Chẳng nhẽ là muốn cứu người sao? Đây rõ ràng là tìm chết a. Không ai tin tưởng Diệp Thu có cái dũng khí này. Dương Hạo và Giang Thi Kỳ càng không tin. Bởi vì lúc trước ở dưới hầm gửi xe, hai người họ đã biết Diệp Thu là kẻ hèn nhát. Lúc này sao có thể có dũng khí đứng ra cứu người chứ? Điều này là không thể nào. Sao nào, chàng trai, cậu muốn lo chuyện bao đồng à? người đàn ông mập liếc mắt nhìn diệp thu vẻ mặt khinh thường hỏi lúc đầu tôi không muốn lo nhưng các anh đã bắt người không nên bắt nếu như tôi không cứu cô ấy trở về tôi sẽ khó ăn nói với bà xã diệp thu khẽ nhếch khóe miệng chỉ vào giang thi kỳ cười nhạt nói diệp thu anh đừng xen vào việc của người khác giang thi kỳ lườm diệp thu lạnh giọng quát lớn nói xong cô trừng mắt nhìn diệp thu cô muốn để Diệp Thu mau chóng gọi điện thoại cho chị Lâm Thanh Nhã của mình. Bởi vì theo như cô nhìn thì trước mắt chỉ có Lâm Thanh Nhã là có thể xử lý chuyện này. Còn về Diệp Thu, đến ngay cả người luyện Tây Côn Đô như Dương Hạo còn bị đánh gục. Người nhu nhược Diệp Thu, sao có thể là đối thủ của những đại hán này được chứ? Thế nhưng, Diệp Thu lại chọn bỏ qua ánh mắt của Giang Thi Kỳ. Anh nhìn người đàn ông mập, tiếp tục thản nhiên nói, tôi cho các anh một cơ hội, thả người ra, có lẽ các anh còn có thể rời đi khỏe mạnh. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sửng sốt, sau đó trên mặt họ lại là xem thường. Mọi người nhìn Diệp Thu như là nhìn bệnh nhân thần kinh vậy. Bởi vì theo như họ thấy, lời này mà Diệp Thu nói ra, quả thực là tìm chết. Ở trước mặt đại ca xã hội như người đàn ông mập, còn dám ngông nghênh như vậy, thế thì thể nào cũng bị đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra luôn. Nghĩ tới đây, đám người dương hạo, Vương Chiết đều nhìn Diệp Thu với ánh mắt vui sướng gặp họa. Bọn họ đã tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thu bị mấy tên đại hán đánh cho răng rơi đầy đất. Giang Thi kỳ cực kỳ thất vọng thở dài một hơi, xem ra tối nay mình không trông cậy được gì vào Diệp Thu rồi. Ha 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 ha. Người đàn ông mập ngửa đầu cười to, sau đó nhìn Diệp Thu như nhìn một tên ngốc, cười lạnh hỏi, chàng trai, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu đã từng suy nghĩ tới hậu quả của lời mình nói không? mau quỳ xuống xin lỗi cho ông. nếu không tôi sẽ khiến cậu không chịu nổi. lời của tôi, tôi không muốn lặp lại đến lần thứ ba. thả người, các anh sẽ toàn thân trở ra. diệp thu hít mắt, thản nhiên nói: ái trà tiên sư, ông đây khách khí với cậu quá rồi đúng không? sắc mặt của người đàn ông mập trợt trầm xuống, sau đó ngoắc tay với đại hán ở sau lưng chỉ vào diệp thu, lạnh giọng nói: đánh cho tôi, đánh đến chết, tôi muốn nhìn xem xương cốt con hàng này cứng đến đâu. Rõ. Các đại hán nghe vậy, không nói hai lời, thả hai cô gái ra, xông về phía Diệp Thu. chương 19, toàn trường chấn kinh. Thấy cảnh này, Dương Hảo và Vương Chiết cũng cực kỳ hưng phấn. Nhất là Dương Hảo, cậu ta đã không vừa mắt Diệp Thu từ lâu rồi. Ngoài ra lúc uống rượu vừa nãy, cậu còn xấu mặt trước Diệp Thu. Trong lòng cậu rất muốn trả lại chuyện lúc nãy. Cho nên vào lúc này, cậu ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn cảnh tượng Diệp Thu bị sáu gã đại hán đánh cho răng rơi đầy đất. Những người còn lại nhìn Diệp Thu, trong mắt cũng đều hiện lên vẻ xem thường. Trong mắt họ, Diệp Thu sẽ giống như Dương Hảo và Vương Chiết, bị đánh đến nỗi ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Mắt thấy sáu tên đại hán bao vây quanh Diệp Thu. Giang Thi Kỳ thờ dài một hơi, chán nản lắc đầu. Rõ ràng không có thực lực, còn cố tình muốn đi ra giả vờ nguy hiểm thật sự là quá ngu xuẩn, quá lỗ máng. Vào giờ khắc này, trong lòng Giang Thi Kỳ lại càng thêm thất vọng về Diệp Thu. Ra tay, lúc này, chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông mập ra lệnh. Sáu đại hán bao vây Diệp Thu không hề do dự, vùng nắm đấm, hung hăng đấm xuống Diệp Thu. Ngao, rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe thấy tiếng kêu, mọi người ở đây đều tưởng là Diệp Thu. Dù sao thì đối mặt cùng lúc với sáu đại hán thực lực mạnh mẽ, ngay từ đầu Diệp Thu đã không có khả năng đánh trả rồi. Thế nhưng, giây tiếp theo, lúc mọi người nhìn về phía Diệp Thu, lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Diệp Thu vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ. Trái lại, một gã đại hán trong số đó lại ôm cánh tay, vẻ mặt thống khổ quỳ trên mặt đất. Chuyện gì đây, vào giờ phút này, Dương Hảo, Vương Chiết, Giang Thi Kỳ, kể cả tất cả mọi người trong đó có cả người đàn ông mập, tất cả đều trợn tròn mắt. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, Diệp Thu lại động thủ một lần nữa. Chỉ thấy Diệp Thu đang đứng yên tại chỗ biến thành một đạo tàn ảnh. Tiếp theo đó, chỉ nghe thấy binh 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 binh. Năm tiếng động liên tiếp vang lên. Còn lại năm tên đại hán, tất cả đều ôm bụng nằm bò trên mặt đất, thống khổ không ngừng kêu rên. Mà cảnh tượng này chỉ xảy ra trong vòng 12 giây. Mọi người ở đây, căn bản là chưa có phản ứng kịp là đã xảy ra chuyện gì. Sáu gã đại hán lúc đầu hung hăng, giờ nằm hết trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, từng người từng người tròn mắt, miệng cũng mở thành chữ "o", sắp nhét được một quả trứng gà vào rồi. Tất nhiên, muốn nói là kinh ngạc nhất ở đây thì phải kể tới Dương Hạo và Giang Thi Kỳ. Bởi vì trong lòng hai người, Diệp Thu vẫn là một người nhu nhược. Lúc trước ở dưới hầm gửi xe, Diệp Thu đã bị mấy tên du côn dọa cho chạy mất dép thế mà bây giờ lại bất ngờ trở nên dũng mãnh như vậy vậy mà ngay cả sáu tên đại hán cùng lên đều không phải là đối thủ của anh đây thật sự là không thể tin nổi điều này là không thể tại sao anh ấy lợi hại như vậy tại sao anh ấy còn lợi hại hơn cả mình dương hạo nằm trên mặt đất dùng sức đấm xuống sàn nhà không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt giang thi kỳ cũng vậy hai mắt cô mở lớn nhất thời khó có thể phục hồi lại tinh thần cô cảm thấy hình như mình hơi trách nhầm Diệp Thu rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Thu đi thẳng tới chỗ của người đàn ông mập. Thấy vậy, người đàn ông mập run cầm cập. Hiển nhiên là sự dũng mãnh của Diệp Thu, nhất thời cũng làm anh ta run sợ. Giờ phút này, thấy Diệp Thu đang đi về phía mình. Ánh mắt của người đàn ông mập xoẹt qua một tia sợ sệt, lắp ba lắp bắp hỏi cậu. Cậu muốn làm gì? Làm gì hả? Làm chuyện mà ông muốn làm với tôi. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ miệng nhìn ngẫm nói. Cậu muốn động vào tôi. Chàng trai, cậu có biết anh em của tôi là ai không? Người đàn ông mập vội vàng lùi về sau vài bước, chừng mắt nhìn Diệp Thu, miệng hùng gan sứa quát. Thật là ngại quá, tôi không biết. Diệp Thu lạnh lùng cười, bước một bước dài tới trước mặt người đàn ông mập, giơ tay nắm áo người đàn ông mập, sách một người đàn ông mập hơn một trăm lên. Điều này làm sắc mặt của người đàn ông mập đại biến nhưng mà, có lẽ là còn có dựa vào. Người đàn ông mập cũng không rối loạn trận tuyến nữa. Gã ta hung hắng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, chàng trai, cậu dám đụng vào tôi thử xem. Nói thật cho cậu biết, anh em của tôi là lôi báo, nếu cậu động vào tôi, hôm nay tất cả mọi người cũng đừng nghĩ sống mà rời khỏi được căn phòng này. Người đàn ông mập vừa mới nói chuyện này ra. Sắc mặt của tất cả mọi người ở đâu lập tức đều thay đổi. Lôi báo, ở Giang Bắc, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai a. À. Bởi vì lôi báo này là một trong những thuộc hạ cực kỳ được coi trọng của Chu Thái, vua thế giới ngầm ở Giang Bắc. Cùng với ba thủ hạ quan trọng của Chu Thái, trở thành tứ đại kim cương. Ở Giang Bắc, trên cơ bản là không ai dám chọc, tuyệt đối là tồn tại cấp đại lão. Cho nên sau khi mọi người nghe thấy người đàn ông mập lôi ra lôi báo, sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù bọn họ có không ít là phú nhị đại trong nhà cũng có bối cảnh nhất định. Nhưng những cái gọi là bối cảnh này, đặt ở trước mặt lôi báo, căn bản là không đủ nhìn. Cho dù là Dương Hạo, ba cậu ta đã từng gặp lôi báo, cũng phải cung cung kính kính mà gọi một tiếng lôi ra. Mọi người không ngờ được là, hôm nay bọn họ vậy mà lại gặp phải anh em của lôi báo. Nếu thật sự đắc tội, trêu chọc lôi báo, thế này tất cả bọn họ đều xong đời. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh nữa rồi. Diệp, Diệp Thu, anh mau thả vị tiên sinh này ra. Dương Hảo hít sâu một hơi, run rẩy nói. Diệp Thu, mau thả người ra nhanh lên, cậu đừng có mà vì một mình mình, mà hại tất cả mọi người. Vương Chiết cũng vội vàng nói. Mau thả người ra đi. Đúng đúng đúng, đừng xúc động. Những người còn lại ồn ào khuyên. Rõ ràng là họ sợ Diệp Thu đánh người đàn ông mập, thế thì tất cả bọn họ đều gặp nạn. Nghe mọi người khuyên can, trên khuôn mặt của người đàn ông mập tràn đầy đắc ý. Anh ta kiêu ngạo nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói, nghe rõ chưa? Mau chóng thả tôi ra, rồi dập đầu xin lỗi tôi. Nếu không, hôm nay các người đừng mong đi được. Ồ, vậy sao? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, không thay đổi chút nào. Nhưng mà, anh không hoảng, những người khác lại hoảng lắm rồi. Diệp Thu, anh mau xin lỗi vị tiên sinh này đi. Chẳng lẽ anh thật sự muốn làm hại nhà chúng tôi sao? Dương Hạo trợn mắt nhìn Diệp Thu, suốt ruột quát lên. Diệp Thu, một mình anh chết cũng không sao, đừng có hại chúng tôi nữa. Vương Chiết cũng sốt ruột nói. Theo hai người họ nói, những người khác cũng ồn ào mở miệng thúc giục nói, mau xin lỗi đi. Nhanh lên a, à, đừng có mà hại chúng tôi. Mau thả người rồi xin lỗi a, à, chúng tôi chưa muốn chết đâu. chấm 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 nghe được những lời này, Diệp Thu chớp hai mắt, sau đó thả lỏng áo của người đàn ông mập, thả gã ta xuống trên mặt đất. thấy vậy, mọi người đều thở phào một hơi. còn người đàn ông mập thấy Diệp Thu thả mình, nhất thời cực kỳ kiêu ngạo, nhìn Diệp Thu, cười lạnh khiêu khích nói: Ai ya, à, tiểu bước nhóc con, vừa nãy không phải là rất túm sao? Không phải là còn muốn đánh tôi sao? mau mau dập đầu xin lỗi ông đây, nếu không ông đây chia phút giết chết cậu. nghe thấy vậy, Diệp Thu khẽ nhếch môi, gương mặt suy nghĩ nói, "Muốn để tôi xin lỗi phải không?" "Được thôi, nhưng mà, phương thức xin lỗi của tôi có hơi long trọng và vang dội, hy vọng anh có thể nhận nổi." "Long trọng, vang dội?" Người đàn ông mập ngẩn người, vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Thu mỉm cười, không nói chuyện, vươn tay trái đối xứng với khuôn mặt mập của người đàn ông mập, tát thẳng qua. Chương 20, một người cũng đừng hòng đi. Bốp. Chỉ nghe thấy một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, nửa bên mặt trái của người đàn ông mập, nháy mắt hiện ra một dấu bàn tay màu đỏ tươi. Còn bản thân người đàn ông mập mạp, đã bị cái bạt tai này tát cho sướng sờ, cả người ngốc ngay tại chỗ, trong đầu ong ong. Trong lúc nhất thời, gã ta còn quên cả kêu đau. Bởi vì anh ta thật sự là không dám tin, Diệp Thu lại dám tát mình. Đám người Dương Hạo trong phòng bao cũng sững sờ. Ghi nhớ về cái tát vang dội, vẫn quanh quần bên tai bọn họ như cũ. Nhìn dấu bàn tay đỏ trên mặt người đàn ông mập mạp, sắc mặt đám người Dương Hạo nháy mắt cực kỳ khó coi. Xong rồi, như này thì xong thật rồi. Diệp Thu Thế mà tát người đàn ông mập thật. Như này thì đã hoàn toàn đắc tội người đàn ông mập rồi. Nếu người đàn ông mập gọi lôi báo tới, vậy thì tất cả mọi người ở đây sẽ xong đời. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ thấy sau lưng lạnh cả người, trong lòng vô cùng tuyệt vọng a à, chẳng mấy chốc, trong căn phòng vang lên tiếng gào thét phẫn nộ của người đàn ông mập. Người đàn ông mập ôm nửa khuôn mặt đã bắt đầu sưng phù, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, hai mắt như sắp bắn ra lửa, danh con, cậu lại dám đánh tôi. Tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi, cậu có tin tôi. Thế nhưng, người đàn ông mập còn chưa nói hết câu. Bàn tay khác của Diệp Thu lại tát thêm một cái nữa. Bốp, má phải của người đàn ông mập nháy mắt cũng sưng phù, A, à, khốn kiếp, tao phải giết mày." Người đàn ông mập tức đến phát điên, lửa giận trong mắt hận không thể đốt cháy Diệp Thu ngay lập tức. "Không phải anh bảo tôi xin lỗi anh sao? Nghe rõ đây, xin lỗi." Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, khuôn mặt đùa cợt nói. Dứt lời, anh không nói hai lời, lại tát một cái vào mặt người đàn ông mập. Cái tát này, có thể là Diệp Thu đã dùng đủ lực, trực tiếp đánh bay chiếc răng cửa của người đàn ông mập. Mà người đàn ông mập vốn đã có khuôn mặt béo, nháy mắt đã sưng thành một cái đầu heo. Xin lỗi như này được chưa? Nếu anh không hài lòng thì tôi lại xin lỗi thêm vài lần nữa. Gương mặt Diệp Thu chiêu tức, căn bản là không cho người đàn ông mập cơ hộp nói chuyện. Vừa dứt lời, Diệp Thu lại giơ tay phải lên, quạt qua cái mặt béo của người đàn ông mập. Bép bép bép, từng tiếng từng tiếng thanh thúy vang lên trong căn phòng. Đám người Dương Hạo không đành lòng nhìn nữa rồi. Bởi vì Diệp Thu càng đánh càng mạnh, khuôn mặt của người đàn ông mập đã hoàn toàn biến thành đầu heo, trong miệng đến một cái răng nanh cũng không còn, miệng đầy máu chảy ra, thậm chí đến tiếng kêu cũng thảm không kêu nổi. Mỗi lần gã ta muốn mở miệng, bàn tay Diệp Thu liền hạ xuống, quả thực là đánh cho gã rút tiếng kêu trở về. Gã ta phải gọi một chữ thảm a, cứ như vậy, sau khi tiếp hơn 10 cái tát, người đàn ông mập đứng cũng không vững, đầu ong ong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa sau khi lay động tại chỗ vài cái thì ầm ầm ngã xuống đất. Thấy vậy, Diệp Thu nhếch khóe miệng, chuẩn bị nhấc người đàn ông mập lên, tát thêm mấy cái nữa. Dừng tay. Đúng lúc này, Giang Thi Kỳ lại chạy tới, một phát bắt được cánh tay của Diệp Thu, chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi, Diệp Thu, anh điên à? Anh có biết là anh đang làm gì không? Anh đang cứu em. Diệp Thu bình thản nói. Anh có biết lôi báo là ai không? bây giờ anh đánh anh em của anh ta một khi đưa anh ta tới anh có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không giang thi kỳ trừng mắt diệp thu rất là tức giận nói không biết anh chỉ biết nếu như anh ta đến cũng sẽ như này thôi diệp thu thản nhiên nói anh giang thi kỳ bị diệp thu làm tức đến trợn mắt a à, diệp thu anh đúng là nói phép thành thần rồi đấy lôi báo đó là cao thủ đứng thứ năm trong số thuộc hạ của vua giang bắc chu thái anh mà ở trước mặt anh ta, có khi đến một chiêu cũng không đánh lại được. Dương Hạo lạnh lùng cười, nhìn Diệp Thu, vẻ mặt hèn mọn nói. Đúng thế, còn tưởng mình là vô địch thiên hạ thật à, sắp gặp họa ngập đầu rồi mà cũng không biết, chọc phải lôi báo thì anh cứ chờ chết đi. Vương Chiết khinh thường cười, chào phúng nói theo. Nói xong, cậu ta nhìn đám người Dương Hạo, đề nghị nói, Dương Thiếu, chúng ta mau đi thôi, thằng cha này đã đánh anh em của lôi báo thảm thế này, chắc chắn lôi báo sẽ không để yên đâu. Chúng ta mau chóng rời đi, khỏi bị Diệp Thu liên lụy. Lửa giận của lôi báo, chúng ta không chịu được đâu. Đúng đúng đúng, nói có lý, chúng ta nhanh đi thôi. Dương Hạo gật đầu, sau đó vung tay lên, chuẩn bị dẫn mọi người rời đi. Hôm nay các cậu ai cũng đừng hòng chạy. Vậy mà đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ bất ngờ vang lên trong căn phòng. Ngay sau đó chỉ thấy người đàn ông mập vậy mà run rẩy lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất. Gã ta phẫn nộ nhìn đám người, cực kỳ tức giận gào, "Tôi xem hôm nay các cậu ai đi được." Nói xong, người đàn ông mập nhanh chóng bước tới phía trước cửa phòng, dán người lên đấy, sau đó móc một chiếc di động từ trong túi ra, nhanh chóng bấm số, nói với đầu dây bên kia, "Alo, anh Lôi, em sắp bị người ta đánh chết rồi, anh còn đang ở lầu đế vương không? Em đang ở phòng Thiên Hậu bên cạnh." anh mau đến cứu em a à. nói xong gã ta cúp điện thoại người đàn ông mập quét mắt nhìn qua Diệp Thu và đám người Dương Hạo khuôn mặt phẫn nộ nói cứ đợi đấy người anh em lôi báo của tôi sắp tới rồi tôi phải để cho cậu còn cả các cậu phải trả giá thật đắt lời này vừa nói ra sắc mặt của đám người Dương Hạo đều trắng bệch Diệp Thu đều là anh hại lát nữa chúng tôi đều gặp hỏa cùng anh Dương Hạo lườm Diệp Thu cắn răng khuôn mặt tức giận nói mà cậu ta vừa cất lời đám người ào ào nhìn diệp thu bằng ánh mắt oán giận rõ ràng bọn họ và dương hạo giống nhau đều nghĩ rằng diệp thu làm liên lụy đến mình điều này khiến bọn oán giận diệp thu đến cực điểm vào lúc này khoảng hơn một phút trôi qua cửa phòng bị người ở ngoài gõ người đàn ông mập vội vàng mở cửa chỉ thấy ngoài cửa đang đứng hai thân ảnh đi ở phía trước một chút là một người đàn ông đầu cua trên mặt có một vết sẹo dài người đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen hai cánh tay lộ ra bên ngoài bên trên là hoa văn một cái đầu báo người này đại danh đỉnh đỉnh ở giang bắc lôi báo đi phía sau lôi báo là một người đàn ông trung niên mặc co mồ màu, màu đen người này dương hạo và vương chiết đều biết ông ta là ông chủ lưu an của cây tv thiên hậu hoàng thành ở giang bắc người này có thể mở được một cây tv lớn và xa hoa như này cũng được coi là một nhân vật tuyến đầu thế nhưng giờ phút này ông ta lại cung kính đứng sau lôi báo, giống như là người hầu vậy. Bởi vậy, có thể thấy được địa vị của lôi báo. Thấy lôi báo đã tới. Người đàn ông mật nhất thời như nhìn thấy cha đẻ, vội vàng nghiên đón, khóc lóc gào to, anh lôi, vậy là anh đã tới rồi, em sắp bị người ta đánh chết rồi. Thấy khuôn mặt của người đàn ông mập đã không thành hình người. Lôi báo nhíu mày, nghi hoặc nói, hậu lão đệ, chúng ta mới không gặp nhau có mấy phút, sao cậu đã bị đánh thành thế này rồi hả? Ai làm đây? Cậu ta! Người đàn ông mập xoay lưng chỉ vào Diệp Thu, sau đó lại chỉ vào đám người Dương Hạo, cắn răng hung tợn nói, còn cả đám người này nữa, bọn họ cùng một nhóm, anh Lôi nhất định phải giúp em trừng trị bọn họ, không tha cho tên nào. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của đám người Dương Hạo đều cực kỳ khó coi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 20